Ok, chào các bạn. Chào các bạn nha. Chào Đức Huy nha, chào Nguyễn Đạt nha, chào Lê Hoàng nha. Hello tất cả các anh em. Chào Thu Ngà nha, chào Vũ Đạt nha. Ok, chào Cao Tuệ nha, chào Cao Tuệ bên top top nha. Đợi tí. Chưa gì đã học thôi, mình phải đợi các bạn vào chứ. Mình phải đợi các bạn vào, đúng không nào? Đợi các bạn vào đông đủ một chút rồi bắt đầu học. À, có các bạn có chào cả anh Khang này này. Với có bạn nào con nào thấy chắc thấy làm đề của anh Khang hay quá thì chào cả anh Khang này. Lịch sao vậy ạ? Lịch hôm qua báo rồi mà. Lịch hôm qua báo ở trên trên phở bò này mà. Báo lại cho các em là hôm nay rời lịch, đáng ra là mình sẽ live 9:30 ngày hôm qua. Nhưng mà do có chút việc nên thế bị rời sang hôm nay. Được chưa? Các bạn đợi chút nha, đợi chút cho mọi người vào nha. Mic nhỏ vậy à? Anh sẽ cố gắng nói to nha. Mic này anh đã chỉnh mắc cỡ rồi đấy. Khóa 2K8 đang học rồi nha em nha. Quyền Nguyễn nha, khóa 2K8 đang học rồi em ạ. Được chưa? Đang học rồi. Đấy, nếu em có tò mò về khóa học của 2K8 của thầy VNA thì em có thể nhắn về gì nhỉ, bio. Rồi, vào học các bạn ơi. Vào học các bạn ơi. Các bạn làm đề hôm nay thế nào? Hôm nay là đề số 4 trong cái chuỗi gọi là 5 đề đúng không nhỉ? Trong chuỗi 5 đề test chinh phục dao động cơ. Hôm nay là đề số 4 rồi. Và anh không nhầm ấy, là đề số 4 này có phần thưởng là gì nhỉ? Đề số 4 này có phần thưởng là giải nhất 500.000 đúng không nhỉ? Giải nhì là 300.000 đúng không nhỉ? Giải nhất 500.000, giải nhì 300.000. Đối với các bạn đã làm bài và nộp bài trước thì những bạn đã làm bài và nộp bài trước trước 9 giờ đúng không? Trước 9 giờ đúng không? Đấy, có bạn nào tự tin on top không? Có bạn nào tự tin được 500.000 không? Đề này em dẹo rồi à? Dẹo rồi à? Ôi ôi. Học chưa xong chương dao động đã phải thi. Đấy là em học chưa xong thôi, thấy chưa? Còn anh em trong khóa VIP là học xong hết rồi. Thấy chưa? Anh em trong khóa VIP là học xong chương ấy rồi. Là học xong chương 1 rồi. Được chưa nào? Anh em trong khóa VIP là học xong chương 1 rồi nhá. Rồi. Thì chả là mấy nay thì đang có cái sự kiện bên thầy đang có một cái sự kiện rất là lớn, đó chính là cái sự kiện. Đấy là cái sự kiện sinh nhật 2 tuổi, được chưa? Của Map Study. Đây. Thì nhân cái sự kiện đó thì bên Map Study đang có một cái gì nhỉ? Chương trình khuyến mãi dành cho các em. Gọi là những cái bạn mà chưa vào nhóm kỹ, nhóm VIP, được chưa nào? Đấy, có thể đăng ký. Đây. Được chưa nào? Đây, sự kiện ưu đãi tưng bừng đón mừng sinh nhật, được chưa nào? Master Study lần 2. Đấy. Chi tiết thì các em có thể ấn vào link bio, được chưa nào? Vào trang cá nhân. Đấy, và tìm trên phở bò nhé. Đây này. 2K6 mà đăng ký từ ngày 12 tháng 8 này đến 15 tháng 8 này sẽ được giảm 100k học phí này, được một áo Master Study này. Đấy, anh chỉ có một cái áo thôi, được chưa? Anh chỉ có một cái áo thôi, áo mặc đẹp phết đấy, anh em ạ. Và một bình nước của Master Study. Đây, bình nước kiểu như này. Thấy chưa? Bình nước có in hình logo Master Study và bốn cuốn sách. Thấy chưa? Bốn cuốn sách. Đây, combo bốn cuốn sách này. Bốn cuốn sách bình thường nó đã gì nhỉ? Bình thường nó có giá mấy trăm nghìn rồi. Thấy chưa nào? Mình đăng ký khóa học mình được tặng sách trực tiếp luôn. Đó. Đấy, coi như là cho anh gọi là quảng cáo công nghiệp tí nhá, quảng cáo công nghiệp đầu giờ tí nhá, dành cho các bạn gọi là chưa vào nhóm, được chưa? Những cái bạn mà chưa có trong nhóm VIP thì quảng cáo một chút. Không, đang live trực tiếp nha. Do gì nhỉ? Do thầy đang live nhiều nền tảng nên thế thi thoảng không đọc được comment của các em bên top top thôi, chứ không phải live phát lại đâu nha. Đây là mình live trực tiếp nha. Các bạn có bên top top có nhu cầu tìm hiểu về khóa học thì có thể tìm ấy nha, tìm vào bio, ấn vào link bio nha. Ấn vào link bio để xem nhá. Điểm danh á? Không, cái này không phải nhóm kín còn điểm danh nhá. Đây là không phải nhóm kín, nhóm VIP thì mình mới điểm danh thôi, còn nhóm này thì mình chưa cần điểm danh. Được chưa? Vào anh ơi, bình tĩnh, được chưa nào? Mình cho khoảng 1 2 phút nữa cho các bạn vào nào. Mới được có 600 bạn, 697 bạn, được chưa? Bên top top thì được khoảng 200 bạn. Bên top top được khoảng 200 bạn, còn bên phở bò được khoảng 700 bạn. Đợi chút. Được chưa? Đợi chút cho các bạn vào rồi mình chữa một thẻ, được chưa nào? Rồi mình chữa một thẻ nhá. Các bạn thì đánh giá cái đề chinh phục dao động cơ số 4 ngày hôm nay thế nào? Đề hôm nay có khoảng 40 câu đúng không? 40 câu là đúng cấu trúc của gì? Đúng cấu trúc của đề thi thật đấy. Thấy chưa nào?
Và anh đoán là độ khó của anh Khang soạn cho các em ấy thì cũng theo thứ tự đấy, được chưa? Càng ngày càng khó đúng không? Khoảng 32 câu đầu là những câu lý thuyết và những câu vận dụng cơ bản thôi đúng không? Còn những câu gì? 8 câu cuối, những câu ăn điểm gì? Điểm 9, điểm 10 sẽ là khó đấy. Được chưa? Sẽ là khó đấy. Ok không nào? Khó quá anh á. Câu 40, 10 à anh á? Thì đương nhiên rồi, câu 40 chẳng 10 điểm. Đúng không? Câu 40 phải là 10 điểm chứ em. Học đuổi như nào á? Thì bây giờ các bạn vào sau thì phải gì chăm chỉ thôi, chăm chỉ cày lại những cái video thôi, vì bản thân những cái gì nhỉ, bản thân những cái livestream, giả dụ những cái livestream này chẳng hạn, đều được lưu lại trong nhóm VIP, và những bạn vào sau thì cũng không cần quá sợ, các em sẽ chỉ cần là gì nhỉ, cày hết lại những cái video đấy là được rồi, được chưa? Cày hết lại những cái video đấy là được. Em làm được câu 40 còn những câu khác chịu à? À, ông này khá, làm mỗi câu 40 những câu khác chịu, được, khá. Làm mỗi câu khó nhất đề thôi đúng không? Anh Khang á, anh Khang là anh ấy vẫn đang phải soạn đề em, ngày ngày soạn đề. Sâu mặt anh Khang á, anh Khang hơi bị đẹp dai. Anh Khang đợi đợi đấy, đợi anh Khang gì nhỉ? Hôm nào anh Khang lên gọi là like, gọi là giới thiệu sách cho các anh em, được chưa nào? Được chưa nào? Rồi, ok, cũng đông đông bạn vào rồi, mình bắt đầu nhá, mình bắt đầu nhá, mình bắt đầu nhá. Anh không dự sự kiện á? Anh dự sự kiện rồi nhưng mà anh phải về sớm để like cho các em. Anh về sớm để like cho các em. Rồi nào, các bạn sẵn sàng chưa? Anh em sẵn sàng chữa đề số 4 nào, test chinh phục dao động cơ, đề số 4 của TVNA. Các bạn sẵn sàng thì comment số 1 cho anh nào, anh em sẵn sàng comment số 1 cho anh nào. Nào, không comment linh tinh nữa nào, sẵn sàng comment số 1 nào. Sẵn, tất cả anh em sẵn sàng comment số 1 nào. 1 tỷ, đúng rồi. 1 tỷ là bao nhiêu? Là 1 tỷ số 1 đúng không? Rồi. Thầy VNA là vẫn đang bận với cái sự kiện gì nhỉ? Sự kiện sinh nhật. Ngày mai các bạn sẽ được gặp thầy VNA nhé. Ngày mai, ngày kia, thứ hai. Thứ hai sẽ có sự kiện sinh nhật Master Study ở trên gì ở trên live livestream, thì các em sẽ được gặp thầy VNA mặc vest livestream và hát cho các bạn 5.000 bài hát. Rồi, câu 1 nào. Một con ốc lò xo đang dao động điều hòa với tần số góc là omega, biết vận tốc cực đại của nó là V0, đại lượng là A0 bằng omega nhân V0 là gì? Thì V0 của mình là tốc độ cực đại là bằng A omega, được chưa? Nên suy ra được là A0 của mình sẽ bằng với cả A omega bình, đúng không? Thì đây chính là gia tốc cực đại con lắc. Thế nên là câu 1 đáp án A là chính xác. Rồi, anh em comment đáp án đi. Anh em comment đáp án nào? Câu 1 đáp án A chính xác. Câu số 2 nào. Dao động điều hòa có phương trình là x bằng 4 cốt của omega t phi có giá trị cực đại bằng bao nhiêu? Có nghĩa là nó hỏi là x cực đại bao nhiêu đấy? X cực đại của mình thì đương nhiên bằng biên độ luôn. Là câu 2, đáp án A là chính xác. X cực đại bằng biên độ bằng 4 cm. Được chưa nào? Câu số 3. Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m đang dao động điều hòa với tần số góc omega. Khi vật có ly độ x thì lực kéo về tác dụng lên con lắc là gì? Thì lực kéo về mình cứ gì? Là tổng hợp lực tác dụng lên vật. Tổng hợp lực tác dụng lên vật nên F kéo về của mình nó chính là bằng m nhân với a, trong đó a là gia tốc, được chưa? Và mình thay gia tốc bằng trừ omega bình x vào thì sẽ được là F kéo về bằng trừ m omega bình x, được chưa nào? Vậy thì câu số 3 mình sẽ cho có là F kéo về bằng trừ m omega bình x. Câu số 3 đáp án C là chính xác. Câu số 4 nào. Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số cùng pha nhau, được chưa nào? Cùng pha nhau thì biên độ tổng hợp sẽ bằng tổng các biên độ, đúng không? Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Nên thế biên độ tổng hợp sẽ bằng tổng hai biên độ, và câu 4 đáp án B là chính xác. Câu số 5 nào. Một con lắc đơn dao động với phương trình là S bằng S0 1,6 pt cộng với phi, đúng không? Đơn vị là cm, t tính bằng giây. Chu kỳ dao động con lắc là bao nhiêu? Chu kỳ của mình là t bằng với 2 pi chia cho omega. Omega chính là 1,6 pi. Được chưa nào? Bằng với cả 2 pi này chia 1,6 pi này. Đúng nào? Bấm máy tính thôi. 2 chia cho 1,6 là bằng với cả 1,25 giây. 1,25 giây. Câu số 5 đáp án B là chính xác. Tiếp tục nào. Câu số 6 nào. Một vật dao động điều hòa phương trình là x bằng a cốt của omega t. Pha dao động của vật tại thời điểm t bằng 0. Tại thời điểm t bằng 0 thì pha dao động của vật chính là pha ban đầu đấy. Pha ban đầu của mình thì thay t bằng 0 ở đây thôi, đúng không? Thay t bằng 0 vào thì pha ban đầu của mình hay pha dao động của mình đều là 0. Câu số 6 đáp án B là chính xác. Câu số 7 nào. Một con lắc đơn
đang dao động tắt dần, đang dao động tắt dần trong không khí. Nguyên nhân gây ra sự tắt dần của mình đó chính là do lực cản của môi trường các em nhé. Câu 7 đáp án D là chính xác. Câu 7 đáp án D là chính xác. Câu số 8 nào, tìm phát biểu sai về đặc điểm dao động duy trì. Vật dao động tắt dần do ma sát được cung cấp thêm năng lượng vừa đủ để bù đắp sự tiêu hao thì chính là dao động tiêu duy trì, là đúng rồi này. Câu 8 ý A đúng rồi này. Thế chứ nào, dao động duy trì của mình chính là dao động tắt dần nhưng mà được bù đi cái phần năng lượng mất đi. Có nghĩa là mỗi chu kỳ mình mất đi một ít do gì? Do ma sát thì được bù lại vào một phần. Thế chứ nào, bù lại vào một phần thì gọi là dao động duy trì. Rồi, câu B nào, ngoại lực tuần hoàn không làm thay đổi chu kỳ riêng. Đúng luôn, ngoại lực tuần hoàn của mình là không làm ảnh hưởng đến chu kỳ riêng vì chu kỳ riêng của mình là phải phụ thuộc vào những cái đặc tính riêng của hệ. Thế chứ nào, phải phụ thuộc vào đặc tính riêng của hệ. Câu C này, dao động duy trì là dao động riêng của hệ được bù đắp thêm năng lượng do một lực được điều khiển bởi chính dao động ấy qua một cơ cấu khéo léo. Thế chứ nào, được điều khiển bằng chính dao động đấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó cùng tần số thôi các em. Có nghĩa là cứ sau một chu kỳ, được chưa? Cứ sau một chu kỳ nó lắc qua lắc lại thì nó lại gì? Nó lại kích hoạt cái lực đấy và cho cái lực đấy làm sao? Cung cấp thêm năng lượng, cái ngoại lực ấy cung cấp thêm một chút năng lượng, được chưa nào? Để làm sao? Để bù đi phần mất đi. Thế là câu C của mình vẫn đúng nhá. Được chưa nào? Câu D này, cơ cấu bánh răng và con cá là cơ chế duy trì dao động con lắc đồng hồ. Ở đó ngoại lực có tần số F bằng 2 lần tần số riêng F0 của con lắc. Rồi, thứ nhất ấy, là cơ cấu bánh răng và con cá. Nghe thì hơi lạ, nhưng các em không cần quan tâm nhiều. Được chưa? Cơ cấu bánh răng và con cá này, bản chất nó chỉ đơn giản là một cái cơ cấu trung gian thôi. Trung gian để làm sao? Để mỗi khi mà con lắc đồng hồ nó lắc qua lắc lại, thì làm sao? Nó lại kích hoạt gì? Kích hoạt cái ngoại lực. Đấy, kích hoạt cái ngoại lực. Và cái ngoại lực đấy làm sao? Nó sẽ tiếp thêm năng lượng để bù vào cái phần bị mất đi do ma sát. Được chưa nào? Và làm sao? Và để cho làm sao? Bù đủ vào cái lượng mất đi ấy, thì cái tần số của ngoại lực ấy, nó phải làm sao? Nó phải có chu kỳ hoặc là có tần số phải bằng với gì? Bằng với tần số riêng của con lắc chứ, đúng không? Chứ bây giờ nếu bằng 2 lần tần số riêng của con lắc, đúng không? Thì làm sao? Thì con lắc mới lắc được một chu kỳ, được chưa? Thì tần số gì? Tần số đã bằng 2 lần, có nghĩa là ngoại lực đã tác động thêm vào tận 2 lần rồi, đúng không? Thì nó là thừa mất rồi. Mỗi một chu kỳ chỉ tác động thêm một lần thôi. Được chưa nào? Thế chỗ này là sai nhá. Cái phải là F bằng với cả F0 thì mới đúng, được chưa? Bằng 2 lần là sai nhá. Vì sao? Vì mỗi chu kỳ mình chỉ cần làm sao? Mình chỉ cần nó tác động vào một lần thôi để bù đi cái phần mà nó biến mất thôi. Được chưa? Đấy, còn bạn nào vẫn thắc mắc phần gì nhỉ? Phần bánh răng và con cá thì anh có thể cho các em xem cái hình ảnh, được chưa? Xem hình ảnh nhá để hình dung được nhá. Đây. Cái hình ảnh của bánh răng và con cá sẽ kiểu như này. Được chưa nào? Đấy, mỗi lần con lắc qua lắc lại này thì làm sao? Thì cái phần này sẽ là con cá này. Cái phần mà gì đây? Hình cung AB này sẽ là con cá này. Đấy, nó sẽ di chuyển thì nó sẽ làm cho cái bánh răng làm sao? Bánh răng này nó quay một tí, vì sao? Vì bên này được gắn với một cái vật nặng, luôn luôn làm sao? Luôn luôn kéo xuống. Được chưa? Vậy thì bản chất là gì? Bản chất là mỗi một chu kỳ, được chưa? Cái lực mà gì? Cái lực mà cái vật này nó kéo xuống này, nó sẽ di chuyển một cái, được chưa? Tác động thêm một cái lực vào, làm sao? Để tiếp thêm năng lượng cho gì? Tiếp thêm năng lượng cho con lắc. Đấy, bù vào cái phần mà mất đi do ma sát, được chưa nào? Bù vào cái phần mất đi do ma sát. Đại loại là các em không cần phải hiểu sâu, các em chỉ cần không cần hiểu sâu cơ chế của nó làm gì cả. Giống câu C ấy, câu C của mình nó cho là gì? Một cơ cấu khéo léo, đúng không? Nào đó mình không cần quan tâm với cơ cấu ấy làm gì, mình chỉ quan tâm là cái gì? Là nó sẽ làm sao? Cung cấp thêm năng lượng theo mỗi một chu kỳ thì cung cấp một lần thôi. Được chưa nào? Mỗi một chu kỳ thì nó sẽ cung cấp thêm một lần. Được chưa nào? Câu số 8 đáp án D là chính xác. Được chưa nào? Câu số 9 nào? Hệ thức nào sau đây là đúng với cơ năng, động năng và thế năng? Thì cơ năng của mình là tổng năng lượng và bằng động năng cộng thế năng. Câu số 9 đáp án A là chính xác. Được chưa nào? Câu số 9 đáp án A là chính xác. Câu số 10 nào? Chu kỳ dao động riêng của con lắc đơn thì không phụ thuộc vào gì? Chu kỳ của mình là T này bằng 2 pi này nhân với căn của L trên G này. Nhiều bạn viết ra như này, xong đọc câu A, biên độ góc con lắc thì lại thấy là gì? Trong công thức này không chứa biên độ là khoanh luôn biên độ là sai đấy nhá. Thế chứ nào? Bạn nào mà khoanh A luôn là sai đấy nhá. Vì sao? Vì biên độ góc nó không ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ. Nhưng gì? Để cho con lắc đơn dao động điều hòa thì biên độ góc của mình nó phải làm sao? Nó phải nhỏ hơn một giá trị nhất định, đúng không? Nó phải dao động với biên độ góc nhỏ, cụ thể là nhỏ hơn khoảng 10 độ, đúng không? Đấy, thế nên là gì? Biên độ góc này nó không ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ, nhưng mà phải có điều kiện. Điều kiện là gì? Biên độ góc đủ nhỏ thì mới dao động điều hòa. Thế là làm sao? Mình sẽ không chọn được đáp án A đâu. Được chưa? Chiều dài dây thì đúng rồi này. Khối lượng của vật nặng đúng rồi này. Vậy thì mình chỉ chọn gì? À đâu, khối lượng vật nặng là sai chứ. Đây, vị trí của con lắc là chính là cái này là G này, cái này L này, cái này EG này. Còn M của mình, thấy chưa? T của mình nó sẽ làm sao? Không phụ thuộc vào M.
Được chưa nào? T của mình sẽ không phụ thuộc vào M. Câu số 10 đáp án C là chính xác. Chu kỳ con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng. Câu 11 nào? Một con lắc đơn được treo tại một điểm cố định, kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng để dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 60 độ rồi buông, bỏ qua ma sát, chuyển động của con lắc là gì? Chuyển động tròn là sai rồi này, chuyển động tròn đều thì càng sai này. Được chưa nào? Và người ta hỏi là gì đây? Dao động tuần hoàn và dao động điều hòa thì chắc chắn không thể là dao động điều hòa rồi. Vì sao? Ở vì góc này của mình là góc 60 độ, nó quá lớn, đúng không? Nó quá lớn để dao động điều hòa. Dao động điều hòa của mình là biên độ góc phải cỡ bao nhiêu? Phải cỡ nhỏ hơn 10 độ. Được chưa nào? Nhỏ hơn 10 độ. Thế nên đây là đáp án C, dao động tuần hoàn nhé, là dao động lặp đi lặp lại, được chưa? Đấy, qua một vị trí nhất định. Đúng không nào? Và nó sẽ quay lại vị trí đấy theo một khoảng thời gian nhất định, được chưa? Câu 11 đáp án C. Câu 12 nào? Các thiết bị như cửa tự kẹp, hệ thống giảm xóc được chế tạo trên ứng dụng của dao động nào dưới đây? Đó chính là ứng dụng của dao động tắt dần, đúng không nào? Ứng trên dao động tắt dần nhá. Thế nào? Đấy, cái cửa tự động đóng là gì? Cái cửa tự động đóng ở đây là nó dùng gì? Nó dùng cái một cái lò xo thôi, hoặc là một cái gì nhỉ? Một cái piston thôi, khi mà mình kéo ra, được chưa? Đấy, thì gần như là mình cung cấp năng lượng cho nó đấy. Nhưng mà khi mà gì? Khi mà mình thả tay ra thì nó sẽ dần dần làm sao? Dần co lại, đóng lại. Hoặc dễ hình dung hơn thì các em sẽ hình dung cái giảm xóc của ô tô ấy, được chưa? Giảm xóc của xe máy ô tô đấy. Được chưa nào? Đấy thì khi đi qua những gì? Đi qua những cái chỗ gồ ghề, được chưa? Xóc lên, dốc xuống để cho làm sao? Để cho cái xe của mình nó không xóc cái cực một cái thì nó có thêm cái bộ lò xo để làm sao? Để tạo ra cái dao động tắt dần. Đấy, thay vì mình tác động trực tiếp một cái lực rất là lớn thì nó sẽ làm sao? Giảm dần cái lực đấy. Được chưa? Giảm dần cái lực đấy, lực đấy nó sẽ giảm dần xuống để cho mình đỡ xóc, được chưa nào? Câu 12 đáp án C là chính xác. Câu 13 nào, phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là đúng nhá? Tần số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ là sai. Được chưa nào? Phải là gì? Nó chỉ là tần số riêng của hệ khi xảy ra trường hợp gì? Cộng hưởng thôi. Được chưa nào? Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn là sai nhá. Nó phụ thuộc cả vào tần số riêng nữa. Nghĩa là sao? Khi tần số riêng bằng tần số ngoại lực thì xảy ra cộng hưởng và biên độ sẽ lớn nhất. Ngoài ra nó còn phải phụ thuộc vào lực ma sát của môi trường nữa. Lực ma sát của môi trường càng nhỏ thì biên độ dao động cưỡng bức càng lớn. Được chưa nào? Câu C này, tần số dao động cưỡng bức là tần số của ngoại lực tuần hoàn. Cái này chuẩn này. Được chưa nào? Câu 13 đáp án C là chính xác. Đúng không? Câu D này, biên độ dao động cưỡng bức là biên độ ngoại lực. Sai luôn. Biên độ ngoại lực ấy thì nó là gì? Đơn vị nó là Newton, nó là đơn vị lực. Trong khi biên độ của dao động là đơn vị độ dài, nó không thể bằng nhau được. Đúng nào? Câu 13 đáp án C là chính xác. Câu 14 nào? Một con lắc đơn và một con lò xo treo thẳng đứng tại cùng một nơi. Tại cùng một nơi. Để hai con lắc này có chu kỳ dao động điều hòa bằng nhau thì hai con lắc phải có chiều dài bằng với gì? Nào. Mình sẽ có là gì nào? T của mình, con lắc đơn nhá. T con lắc đơn nhá. Thế nào? Chu kỳ con lắc đơn này bằng 2π nhân với căn của L trên G, trong đó L của mình là chiều dài dây. Thế chứ nào? Đấy, còn chu kỳ của con lắc lò xo, được chưa? Con lò xo đương nhiên là phải treo thẳng đứng nha. Mình đang xét con lò xo treo thẳng đứng, được chưa? Thì con lò xo treo thẳng đứng mình sẽ có công thức là bằng 2π nhân với căn của delta L0 chia cho G. Được chưa nào? Vậy thì để cho hai cái chu kỳ này bằng nhau, được chưa? Để cho hai cái chu kỳ này bằng nhau thì dẫn đến là gì? Dẫn đến là chiều dài dây của con lắc đơn, được chưa? Chiều dài dây của con lắc đơn phải bằng với gì? Bằng với độ giãn tại vị trí cân bằng của con lắc lò xo treo thẳng đứng hay là delta L0 đấy. Độ giãn, được chưa? Lò xo tại vị trí cân bằng. Đấy, độ giãn lò xo tại vị trí cân bằng nha. Câu 14 đáp án B là chính xác. Câu 15 nào. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của pha dao động anh em nhé, chú ý nhá. Và thời gian t. Đấy, pha dao động và thời gian t thì pha dao động của mình là alpha bằng omega t cộng phi. Ở đây chính là hàm bậc nhất và hàm bậc nhất này thì có dạng là đường thẳng thôi. Câu 15 đáp án B là chính xác. Được không nào? Hàm bậc nhất và t của mình thì kéo dài không có gì, không có cái điểm dừng nên thế mình sẽ chọn là đường thẳng nhé. Được chưa nào? Có những cái hàm bậc nhất ví dụ như là gia tốc và lý độ chẳng hạn, nó cũng là hàm bậc nhất nhưng mà mình phải chọn là đoạn thẳng. Vì sao? Vì gia tốc và lý độ của mình là gì? Có giới hạn, nhưng ở đây là alpha bằng omega t cộng phi thì t của mình nó không có giới hạn rồi nên thế mình sẽ chọn đường thẳng nhé. Câu 16 nào, phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa lý độ, vận tốc và gia tốc là đúng? Trong dao động điều hòa, vận tốc và lý độ luôn cùng dấu là sai. Được chưa nào? Các em có thể vẽ cái gì? Các em có thể vẽ cái vòng tròn gì? Vòng tròn đa trục vào đây là các em sẽ hình dung được. Được nào? Vẽ cái vòng tròn đa trục ra nhá. Đây, vòng tròn đa trục này.
Được nào, vẽ vòng tròn đa trục cơ này. Thì đây là x này, thấy chưa? Đây là a này, đây là v này, thấy chưa nào? Đấy, trong rộng điều hòa nhá, vận tốc và ly độ luôn cùng dấu. Anh sẽ chọn được ra một cái vị trí mà vận tốc ly độ không cùng dấu nhá. Được không nào? Đây, cái vị trí này này, thấy chưa nào? Đây là cái vị trí làm sao? X dương nhưng mà v âm, được nào? X dương v âm. Đấy thì là có phải sai này. Trong rộng điều hòa, gia tốc và ly độ luôn cùng dấu, càng sai, nó phải là luôn trái dấu mới đúng. Vì sao? Vì a của mình bằng trừ omega bình x. Thấy chưa nào? À vậy thì mình chọn đáp án D luôn này. Trong rộng điều hòa, gia tốc và ly độ luôn trái dấu. Thấy chưa nào? Câu 16 đáp án D là chính xác. Ok chưa nào? Tiếp tục câu 17 nào. Một vật rộng điều hòa với thời gian có phương trình là x bằng a cos của omega t cộng pi trên 3 thì động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số góc là bao nhiêu? Phải nhớ cho anh là gì? Động năng và thế năng biến thiên làm sao? Nhanh hơn so với dao động. Được chưa? Và cụ thể là nó sẽ nhanh hơn gấp đôi. Thế nào? Nhanh hơn gấp đôi thì tần số góc cũng phải gấp đôi. Thế nào? Omega phẩy của mình phải bằng 2 lần omega. Câu 17 đáp án A. Còn chu kỳ thì bằng một nửa chu kỳ của dao động. Được chưa? Nhanh hơn mà. Rồi câu 18 nào. Một con lắc đơn có chiều dài là L được treo vào nơi có giác rộng trường là G. Đại lượng F bằng 1 trên 2π nhân căn của G trên L của mình được gọi là tần số của dao động thôi. Được chưa nào? Tần số nhá. Câu 18 đáp án A là chính xác. Câu 19 nào. Dao động tắt dần là một dao động có gì đây? Có biên độ thay đổi liên tục, có chu kỳ tăng tỷ lệ với thời gian, biên độ giảm dần do ma sát, có ma sát cực đại. Thì chuẩn nhất phải là gì? Chuẩn nhất phải là đáp án D, biên độ giảm dần do ma sát. Được chưa nào? Câu 19 đáp án D. Câu 20 nào. Mình cho được cái ngoại lực tuần hoàn là Fn bằng F0 cos của 10πt thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Thì tần số dao động riêng của mình là bao nhiêu? Thì nhớ này, tần số dao động riêng nó sẽ bằng với tần số của ngoại lực khi nào? Khi xảy ra cộng hưởng đúng không? Cộng hưởng rồi. Được chưa nào? Mình là cộng hưởng rồi. Nên suy ra được là tần số dao động riêng phải bằng với tần số ngoại lực. Tần số ngoại lực thì bằng với cả omega của ngoại lực. Được chưa nào? Chia gì? Omega của ngoại lực chia cho 2π. Được nào? Omega ngoại lực cái này bằng 10π. Chia cho 2π là bằng với cả 5 Hz. Ok không nào? Câu 20 đáp án A hay là đáp án D là chính xác. Tí thì khoanh nhầm anh em ạ. Tí thì mất toi một điểm. Tí thì mất toi một câu. Nhìn cái 5π này đang định khoanh rồi đấy. Được chưa nào? Đấy, đọc kỹ đề bài nhá. Nào, câu 21 nào. Một con lò xo rộng điều hòa theo phương thẳng đứng. Nhận xét nào sau đây là sai? Lực tác dụng của lò xo vào vật bị triệt tiêu khi gì đây? Khi vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng. Lực tác dụng mà lò xo tác dụng ở vật ấy, bản chất nó là gì? Là lực đàn hồi. Thì khi đi qua vị trí mà lò xo không biến dạng thì lực đàn hồi bằng không là triệt tiêu là đúng rồi. Thế chứ nào? Câu B nào, hợp lực tác dụng vào vật bị triệt tiêu khi vật đi qua vị trí cân bằng. Hợp lực tác dụng vào vật bản chất nó là gì? Bản chất nó là lực kéo về. Đúng không? Lực kéo về của mình là luôn hướng về vị trí cân bằng và bằng không ở vị trí cân bằng, đúng không? Vậy thì nó sẽ triệt tiêu ở vị trí cân bằng là chuẩn. Rồi, câu C nào, lực tác dụng của lò xo vào giá đỡ luôn bằng hợp lực tác dụng vào vật dao động là sai. Thế chứ nào? Là sai. Vì sao? Vì ở đây mình đang có gì? Mình đang có là có lò xo treo thẳng đứng. Được chưa nào? Đấy, có lò xo treo thẳng đứng thì làm sao? Xét ngay đơn giản ở vị trí cân bằng thôi. Ở vị trí cân bằng thôi, đúng không? Thì làm sao? Hợp lực tác dụng vào vật ở vị trí cân bằng là bằng không, nhưng mà gì? Nhưng mà lực lực đàn hồi hay là lực mà lò xo tác dụng vào giá đỡ ấy, nó lại bằng gì? Bằng cái trọng lực. Được chưa nào? Thế nên nó không bằng nhau đâu nhá. Câu 21 đáp án C là sai này. Câu 21 đáp án C. Rồi, đọc nó cô đi không? Tôi chả cần đọc đâu nhỉ. Được chưa nào? Câu 22 nào. Lực kéo về của con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ bé là gì nào? Là tổng hợp lực. Được chưa? Nhớ nhá, lực kéo về của mình nó không phải là một lực mới, nó là tổng hợp lực tất cả các lực tác dụng vào vật. Thì con lắc đơn của mình dao động điều hòa nó chỉ có hai lực thôi, đó chính là lực căng dây và gì? Trọng lực. Được chưa nào? Vậy thì lực đàn hồi của mình là tổng hợp tất cả các lực tác dụng vào vật, là tổng hợp của trọng lực và lực căng dây. Câu 22 đáp án C là chính xác. Ở bạn Khánh Trần không comment được, em comment được chứ không comment được đây. Nào, tiếp tục nào, câu số 23 nào. Một vật dao động điều hòa với chu kỳ là T, cơ năng của vật. Rồi, chết cha câu này này, câu này cơ năng nhá. Bạn nào nhanh ẩu đảng được chưa? Nhanh ẩu đảng vừa với bên trên anh bảo là gì? Động năng thế năng biến thiên làm sao? Biến thiên nhanh gấp đôi dao động thì bây giờ gì? Cơ năng của vật sẽ biến thiên với chu kỳ bằng một nửa, đúng không? Khoanh luôn B thì là sai rồi, thấy chưa? Phải nhớ là gì? Cơ năng của mình ấy nó là gì? Không đổi, thấy chưa? Cơ năng của mình nó không đổi, thấy chưa? Và bằng với cả động năng mắc
được chưa? Và bằng với cả thế năng cực đại, được chưa nào? Vậy thì động năng cực đại ở đâu? Đấy, động năng khi vật đi qua vị trí cân bằng là động năng cực đại, được chưa nào? Bằng thế năng của vật khi đi qua vị trí cân bằng là sai, vì thế năng của vật khi đi qua vị trí cân bằng là bằng 0, được chưa nào? Đây là VKD max này, được chưa nào? Còn đây là VKT min, đúng không? Bằng 0, được chưa nào? Đó, thế là câu 23, đáp án chuẩn là đáp án C. Đó, được chưa nào? Anh tin là sẽ có nhiều bạn khoanh đáp án B. Anh tin là sẽ có nhiều bạn khoanh đáp án B. Câu 24 này, trong dao động điều hòa có lò xo treo thẳng đứng, chọn chiều dương hướng xuống, lực đàn hồi tác dụng lên con lắc sẽ như thế nào? Chọn chiều dương hướng xuống nhá. Được chưa nào? Luôn có giá trị âm à? Sai. Được chưa nào? Luôn hướng về vị trí lò xo không biến dạng. Ơ chuẩn luôn. Vì sao? Vì lực đàn hồi của mình sẽ hướng về vị trí làm sao? Vị trí tự nhiên. Vị trí tự nhiên chính là vị trí lò xo không biến dạng. Được chưa nào? Câu số 24 đáp án B là chính xác. Vậy thì mình chả cần quan tâm chiều dương. Chiều dương có như thế nào thì làm sao? Thì cái lực đàn hồi của mình nó vẫn luôn hướng về gì? Vẫn luôn hướng về vị trí tự nhiên. Nhớ nhá, ép đàn hồi, được chưa? Hướng về vị trí tự nhiên, được chưa? Vị trí tự nhiên. Đó, còn gì đây? Ép kéo về là hướng về vị trí gì đây? Cân bằng. Nhớ nhá, anh em làm bài con lắc lò xo treo thẳng đứng muốn làm tốt làm giỏi là phải nhớ hai cái ý này. Được chưa nào? Nhớ nhá. Câu 25 nào. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã gì đây? Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kỳ, được chưa? Trong một phần của từng chu kỳ đấy, được chưa nào? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sự cung cấp mỗi chu kỳ lại cung cấp vào một tí để bù lại cái phần mà đã mất, thế thôi. Câu 25 đáp án C là chính xác. Câu 26 nào, cho phương trình gia tốc, được chưa? Hỏi là tại thời điểm t bằng 0, pha của vận tốc tức thời là bao nhiêu? Thì nhớ là cho pha của gia tốc này, được chưa? Pha ban đầu của gia tốc, được chưa nào? Bằng với cả pi trên 3, được chưa? Mà chúng ta biết là gì? Chúng ta biết là pha của gia tốc là sớm pha hơn gì? Sớm pha hơn vận tốc pi trên 2, đúng không? Thì pha của vận tốc sẽ bằng với pha của gia tốc trừ đi pi trên 2 thôi. Đó, bằng với cả pi trên 3 trừ đi pi trên 2. Đúng không nào? Và bằng với cả trừ pi trên 6. Rồi, bằng với cả trừ pi trên 6 nha. Đó, trừ pi trên 6. Câu 26 đáp án B là chính xác, được chưa nào? Câu 26 đáp án B là chính xác. Câu 27 nha. Một chất điểm dao động điều hòa phương trình là V bằng 8 pi nhân cốt của PT cộng pi 6. Ly độ của chất điểm vào thời điểm T bằng 0 là gì? Mình có phương trình của V rồi, đúng không? Mình viết ra phương trình của X luôn, được chưa nào? Viết ra phương trình của X luôn nhá. X của mình này, X của mình là A đúng không? A của mình thì đây là A omega này, được chưa? Đây là omega này. Thì lấy 8 pi chia cho pi thì sẽ ra được biên độ của mình là 8, được chưa nào? Cốt của omega thì vẫn là omega của vận tốc thôi, vẫn là PT thôi. Được chưa nào? Pha ban đầu thì làm sao? Pha ban đầu của ly độ là trễ pha hơn pha ban đầu của vận tốc một góc pi trên 2. Thì mình lấy pi trên 6 trừ pi trên 2 là được. Thì ra là đây là trừ pi trên mấy? Trừ pi trên 3. Được chưa nào? Cốt à cm. Cm. Rồi, thay thời điểm t bằng 0 vào, đúng không? Cốt của trừ pi trên 3 là 1/2. 1/2 nhân 8 thì là bằng 4, được chưa nào? Thay t bằng 0 vào, được chưa nào? Thay t bằng 0 thì suy ra được là x bằng với cả 4 cm. Câu 27 đáp án gì đây? A là chính xác. Câu 28 nào. Độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng với lò xo có độ cứng là K bằng 30 Newton trên mét. Vật nặng có khối lượng là 180 gram. Đó, thì delta L0 thôi. Độ giãn tại vị trí cân bằng là delta L0 bằng Mg chia cho K. Đúng không? Bấm thay số. Câu này quá dễ còn gì nữa. Không, nhưng mà nhớ là gì? Nhớ là các bạn phải đổi là kg nhá. Được chưa? 0.18 kg nhân với gia tốc cộng trường là G là 10 và chia cho K là 30. Ra là bằng 0.06. 0.06 gì đây? cm, được chưa nào? Bạn nào mà câu này đang ra nó phải hỏi thêm chu kỳ nữa cơ. Từ 0.06 cm là mình suy ra chu kỳ luôn đúng không? Chu kỳ bằng bao nhiêu? Đố bạn nào comment chuẩn chu kỳ nào. Bạn nào comment chuẩn chu kỳ mà không cần phải bấm máy tính, chỉ cần gì? Chỉ cần nhìn 0.06 ra được chu kỳ luôn thì chứng tỏ là học sinh của nhóm VIP này. Nào, có bạn nào comment được không? Không cần bấm nhá, nhìn gì? Nhìn đến 0 mà 0.06 ra được gì? Ra được chu kỳ luôn. Đúng rồi, 9 giây. Nào, đó chính là cặp bài trùng đấy đúng không? Cặp bài trùng 69 đúng không? Đấy, delta là 0 bằng 0.06 thì chu kỳ là bao nhiêu? Rồi, tiếp nào. Câu 29 nào. Tại nơi có gia tốc trọng tại nơi có dốc rơi tự do là G bằng 10 m trên dây bình, một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng là 70 g đang dao động điều hòa với biên độ góc là 9 độ, lực kéo về cực đại tác dụng lên con lắc là gì? Thì cứ nhớ cho anh là gì? F kéo về của mình là gì đây? Trừ M G nhân với alpha, trong đó alpha là ly độ góc,
Được chưa nào? Vậy thì mình chỉ cần thay gì? Thay vào thì mình sẽ có được là F kéo về max, F kéo về max của mình. Được chưa? Sẽ bằng với cả MG nhân với alpha 0. Nhưng nhớ là alpha 0 của mình phải tính theo đơn vị radian. Được chưa? Alpha 0 của mình phải tính theo đơn vị radian. Nên thay số vào thôi. 0,07 được chưa? Nhân với G là 10, nhân với alpha 0 là đổi sang radian là 9 này, nhân với pi này, 9 độ chia pi à nhân pi và chia cho 180 độ. Đúng nào? Bấm vào 0,07 này, nhân với 10 này, nhân với 9 này, nhân với pi này, chia cho 180 này. Rồi nó sẽ ra xấp xỉ khoảng bao nhiêu đây? 0,109 thế nào? Xấp xỉ khoảng 0,11 Newton. Câu số 29 đáp án C là chính xác. Câu số 30 nào? Dao động điều hòa của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần có cùng biên độ A và lệch pha nhau một góc phi. Biết độ dài quỹ đạo là 2A, giá trị của phi là gì? Rồi, câu này sẽ có nhiều bạn bị lừa này. Được chưa? Câu này nhất định sẽ có nhiều bạn bị lừa này. Đấy nhá, anh giả sử hai dao động của mình là x1 nhá. X1 của mình là bằng với A cốt của omega t cộng với phi 1 đi. Thế nào? X2 của mình bằng với cả A cốt của gì? Omega t cộng phi 2 đi. Thì dao động tổng hợp của mình là x12, nó phải là gì? Biên độ của dao động tổng hợp phải là gì? Các bạn comment cho anh biết nào, biên độ của dao động tổng hợp của mình đây là gì? Đây là quỹ đạo dao động của vật là 2a, được chưa? Có nghĩa đây là l bằng 2a này. Thì rõ ràng là gì? Biên độ của mình phải là a rồi, đúng không? A cốt của gì? Omega t cộng với phi tổng hợp là 1,2. Nhìn này. Quá đẹp đúng không? Đấy, dao động tổng hợp bằng với biên độ của hai dao động thành phần. Thì đây chỉ là trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt là gì? Là góc hợp bởi gì? Góc hợp bởi hai cái độ lệch pha của mình ấy sẽ là 120 độ. Câu 30 đáp án D là chính xác. Được chưa nào? Câu 30 đáp án D là chính xác. Câu 31 nào? Câu 31 nào? Một con lắc đơn có dây treo dài 64 cm, rộng điều hòa biên độ góc là alpha 0. Tại nơi có dấu rộng trường là g bằng pi bình bằng 10 m trên giây bình. Biết tốc độ trung bình con lắc trong một chu kỳ là 26,4 cm trên giây. Được chưa nào? Vậy thì tính chu kỳ trước đi. Mình phải tính chu kỳ trước đúng không? T của mình bằng 2π nhân với căn của L trên G này. Được chưa nào? Nhớ lấy G, à, lấy, nhớ lấy pi bằng căn 10 nhá. 2 nhân căn 10 này nhân với căn của bao nhiêu? 0,64 chia cho 10. Rồi, chu kỳ của mình bằng 1,6, được chưa? 1,6 giây. Đó. Tốc độ trung bình con lắc trong một chu kỳ là 26,4 thì đây, V trung bình của mình sẽ bằng với gì? Một chu kỳ mình đi được bằng 4 lần biên độ. 4 lần biên độ thì là 4 lần S0, được chưa nào? Chia cho chu kỳ đây là 1,6 giây. Đúng không? Từ đây chia được là S0. S0 của mình sẽ bằng 26,4 này chia cho 4 phần 1,6 này. Rồi, S0 của mình là bằng 10,10,56 cm. Được chưa nào? Đến đây rồi thì tính được giá trị của alpha 0 thôi. Alpha 0 của mình sẽ bằng với cả S0 chia cho L. Đúng không nào? 10,56 chia cho 64 là bằng 0,165. Được chưa nào? 0,165. Nhưng nhớ đây là đơn vị radian và phải đổi ra độ. Được chưa nào? Đổi ra độ bằng cách là gì? Bằng cách là nhân 180 và chia pi. Đấy, nó sẽ ra xấp xỉ khoảng 9, bao nhiêu? 9,45 độ. Được chưa nào? 9,45 độ nhá. Đó, 9,45 độ là xấp xỉ khoảng 9,5 độ đấy. Câu 31 đáp án C là chính xác. Câu số 32 nào. Một con lắc đơn chịu tác dụng bởi một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn. Một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn có độ gì đây? Có biên độ không đổi và tần số f. Thay đổi được ứng với một giá trị f thì có biên độ của con lắc là a. Hình bên là biểu diễn sự phụ thuộc giữa a và f. Rồi, đây chính là gì? Đây chính là dao động cưỡng bức và cái điểm mà có biên độ cực đại này, cái điểm mà có biên độ cực đại này thì chính là gì đây? Chính là cộng hưởng đúng không nào? Đây chính là cộng hưởng đúng không? Cộng hưởng. Đó, đây chính là vị trí cộng hưởng và dòng xuống ấy, sẽ xấp xỉ cái vị trí này. Mình lấy xấp xỉ được rồi, mình còn lấy chính xác đâu. Được chưa? Vì nó hỏi là gì đây? Gần nhất mà đúng không các em? Được chưa? Vậy thì cái chỗ này của mình là bao nhiêu nào? 0,5 này, 10 này, chỗ này là trung điểm của 0,5 và 10 thì nó sẽ là gì? 0,75. Được chưa? Vậy thì tần số này bằng 0,75 thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì chứng tỏ là gì? Đây chính là gì? Tần số riêng của hệ. Được chưa nào? Đấy, F0 của mình sẽ bằng với cả 0,75. Được chưa nào? F0 của mình bằng 0,75 và bằng với cả 1 chia cho 2π nhân căn của gì? G chia cho L. Được chưa? Từ đây dễ dàng suy được L thôi. Tính L cho anh nào. 10 này chia cho 0,75 bình phương này nhân với cả 2 bình này nhân với cả pi bình này. Rồi, nó sẽ bằng với cả 0,45 m.
Để thế nào? 0,45 mét và bằng với cả 45 cm. Đương nhiên là mình sẽ lấy xấp xỉ thôi. Câu 32, đáp án B là chính xác. Ok không nào? Câu 33 nhá. Câu 33 nhá. Bắt đầu mấy câu cuối đã bắt đầu khó này. Bạn nào mà làm đúng hết 32 câu đầu, bạn nào làm đúng hết 32 câu đầu được 8 điểm, comment số 1 cho anh nào. Bạn nào mà đúng hết 32 câu đầu tròn trịa 8 điểm, comment số 1 cho anh nào. Để anh xem là có bạn nào có cơ hội được 500 nghìn không nào. Để xem có bạn nào có cơ hội 500 nghìn không nào. Rồi, nhiều bạn được full 8 điểm phết đấy. Thấy chưa nào? Nhiều bạn được full 8 điểm phết đấy. Rồi. 32 câu đầu sai 3 câu. Mình cho phép sai sót một câu còn thấy là buồn thì chị em. Cố gắng đi nhá, lần sau không sai câu nào nhá. Tiếp tục nào, câu 33 nào. Một con lắc lò xo đặt nằm ngang. Đưa vật nặng đến vị trí lò xo giãn ra một đoạn delta L rồi buông nhẹ. Ôi, buông nhẹ đúng không? Kéo ra một đoạn rồi buông nhẹ thì vị trí đấy chính là vị trí gì? Vị trí đấy chính là vị trí biên. Thế nào? Vậy thì delta L không à delta L của mình chính là bằng A luôn. Đúng không nào? Vị trí đấy chính là vị trí biên luôn. Vì tại vị trí buông nhẹ có nghĩa vận tốc bằng không, vận tốc bằng không là vị trí biên mà, đúng không? Đấy, thì anh sẽ coi như là chọn chiều dương từ trái sang phải nhá. Anh chọn chiều dương là từ gì? Từ nén đến giãn, có nghĩa là bên giãn là bên gì? Bên dương và bên nén bên âm nhá. Thế nào? Biết tốc độ trung bình con lắc kể từ lúc thả vật nặng đến lúc lò xo nén một đoạn 0,5 delta L lần đầu là 27 cm/giây. À rồi, ok. Câu này mình sẽ vẽ vòng tròn ra nhá. Thật ra chả cần vẽ vòng tròn đâu. Bạn nào mà thạo rồi thì vẽ trong đầu luôn, được chưa nào? Mình sẽ biết được cái thời gian đấy là gì, là t trên 3, còn quãng đường là gì, quãng đường là 1,5a, đúng không? Mà thôi, bạn nào mà chưa thạo thì gì thì vẽ vòng tròn ra nhá, được chưa? Đây, mình sẽ xuất phát từ gì, xuất phát từ vị trí, coi như là xuất phát từ cái vị trí gì, từ vị trí mình thả tay là vị trí nó giãn, nó đang ở bên gì, bên biên dương luôn, được chưa nào? Bây giờ thời điểm t bằng không nhá, được chưa nào? Đến cái thời điểm mà nén một đoạn 0,5 delta L, có nghĩa là lúc đấy là gì đây? Lò xo nén một đoạn A trên 2, đúng không? Thì đồng nghĩa việc là x của mình đấy bằng trừ A trên 2. Được chưa? Đây là chọn chiều dương nhá. Chọn chiều dương ở bên gì? Chọn dương ở bên gì? Bên giãn, được chưa? Bên giãn. Được chưa? Bên giãn nhá. Ok không nào? Chọn phần dương ở bên giãn hay là gì? Hay là chọn chiều dương là hướng ra xa của cái điểm cố định đấy. Được chưa? Vậy thì nó đi từ đây đến vị trí này. Đây là trừ A này. Đây là A này. Đi từ đây đến cái vị trí là trừ A trên 2. Nhớ là lần đầu nhá. Lần đầu thì nó sẽ ở đây. Được chưa? Lần đầu. Đây sẽ là lần đầu của nó này. Được chưa? Và góc quét từ đây đến đây. Góc quét từ đây đến đây của mình là 120 độ. Được chưa? 120 độ. Ok không? Đây thì là điểm T bằng với cả T trên 3. Và quãng đường mình đi được là từ A đến vị trí 0. Xong đến A trên trừ A trên 2. Vậy thì quãng đường của mình. Được chưa? Đây. Suy ra được này. Quãng đường của mình là A này. Cộng với cả A trên 2. Còn thời gian của mình delta T sẽ bằng với cả T trên 3. Được không nào? Từ đây suy ra được là vận tốc trung bình. Đấy chưa? Vận tốc trung bình của mình là bằng với S chia cho delta T. Đấy, suy ra được nào? Vận tốc trung bình của mình là 27 này. 27 của mình sẽ bằng với cả gì đây? 1,5A. Được chưa nào? 1,5A. Theo 1,5A nhá. Chia cho gì? T trên 3. Được không nào? Xem nó hỏi gì nhá. Nó hỏi là gì? Tốc độ của vật khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng. Thì đây chính là vị trí lò xo không biến dạng này. Vì sao? Vì con lắc lò xo nằm ngang nên vị trí tự nhiên nó sẽ trùng với gì? Trùng với vị trí cân bằng. Có nghĩa là gì? Ở vị trí cân bằng lò xo không biến dạng. Ở vị trí cân bằng lò xo không biến dạng và vận tốc tại vị trí cân bằng là vận tốc cực đại, đúng không? Suy ra V max nha. V max của mình là bằng với cả A omega. Đúng không? A omega, omega thì biến đổi một chút. Đây, đoạn này mình sẽ biến đổi một chút này. Đây, sẽ bằng với 1,5 này nhân với A này, T của mình nhá. T của mình thì đổi thành gì? 2pi chia cho omega. Được chưa? T bằng 2pi chia omega. Thế là sẽ đảo omega lên. Được chưa? Đảo omega lên. Đảo cả 3 lên luôn. Được chưa nào? Bên dưới chỉ còn là 2pi thôi. Ok không? Đó. Vậy thì A omega của mình. A omega của mình sẽ bằng 27. Chia cho gì? 1,5 x 3 và 2 chia phần 2 phần pi. Đây. 27 này. Chia cho 1,5 này. Nhân 3 này. Và 2pi này. Rồi. Vmax của mình là bằng 12pi, xấp xỉ bao nhiêu đây? Xấp xỉ bằng 37,69 là 37,7, được chưa nào? cm trên giây. Câu số 33, đáp án A là chính xác, được chưa? Câu số 33, đáp án A là chính xác. 27cm trên giây là góc phần tư thứ 3 chữ A là như nào đây? 27cm trên giây của mình là tốc độ trung bình em ạ, chứ không phải là tốc độ. Anh em hiểu chưa?
Em hiểu câu 33 comment số 1 cho anh nào. Anh em hiểu câu 33 không? Câu 33 cũng đơn giản thôi mà, đúng không? Nó là con lò xo gì? Con lò xo nằm ngang, vị trí tự nhiên nó trùng với vị trí cân bằng. Có nghĩa là tại vị trí lò xo không giãn là vận tốc cực đại đấy. Nó bắt mình đi tìm vận tốc cực đại đấy. Lớp 12 em ạ. Lớp 12 em nhá, Thanh Thảo nhá. Khó vãi đã. Ôi ôi, câu này mà khó gì? Câu này nó chỉ hỏi mẹo một tí thôi chứ đã gì đâu mà khó. Nào, câu 34 nào. Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O với chu kỳ là 1 giây. Lúc T bằng 0, vật đang ở vị trí tại điểm M và với MO bằng 3 cm sau khoảng thời gian 0,7 giây kể từ lúc T bằng 0 thì vật quay lại điểm M lần đầu. À rồi. Câu này mình cũng sẽ vòng vẽ vòng tròn ra. Được chưa? Vẽ vòng tròn ra cho các em nha. Đây. Được chưa nào? Vì nó cho mình là MO bằng 3 cm, có nghĩa là gì? Vật cách vị trí cân bằng 3 cm, nhưng mà gì? Anh sẽ cho luôn là x bằng 3 nhá. Được chưa? Cái trường hợp mà x bằng âm 3 các em làm ngược lại, được chưa? Đấy, các em có thể lấy trường hợp x bằng âm 3 cũng được, nhưng mà làm ngược lại nhá. Đấy. Ok, mình sẽ có đây là biên độ này, A này, đây là trừ A này. Được chưa? Điểm 3 anh không biết ở đâu, anh lấy bừa đi, khoảng 3 ở đây. Được chưa nào? Đây là điểm O. Đó. Được chưa nào? Có thể lấy bên âm 3 cũng được nhá. Mình có thể lấy điểm M bên âm 3 cũng được nhá, nhưng mà tùy các em, được chưa? Các em làm bên nào cũng được, anh thì anh chỉ vẽ một trường hợp thôi. Được chưa? Anh sẽ chỉ vẽ một trường hợp thôi. Được không nào? Gióng lên thì mình sẽ có hai vị trí, được chưa? Mình sẽ có hai vị trí trên vòng tròn. Mình sẽ có hai vị trí trên vòng tròn của mình. Đây, vị trí này. Mình sẽ có hai vector, vị trí bên trên và vị trí bên dưới. Được chưa nào? Đó, ok không? Được không nào? Rồi, bây giờ mình sẽ đi để ý này. Mình có khoảng thời gian là 0,7 giây. Delta T của mình là bằng 0,7 giây. Được chưa nào? Bằng bao nhiêu chu kỳ nào? 0.7 của mình là chia cho 1 này, bằng 7/10 chu kỳ. 7/10 chu kỳ, và đương nhiên nó phải lớn hơn gì rồi? Lớn hơn chu kỳ trên 2 rồi, đúng không? Nó sẽ lớn hơn một nửa chu kỳ, đúng không? Lớn một nửa chu kỳ rồi thì chắc chắn nó không thể là đi từ đây đến đây được. Nó không thể đi từ đây đến đây được các em ạ. Một nửa chu kỳ mà, nó không thể đi từ đây đến đây được. Vì sao? Từ đây đến đây là chưa được một nửa chu kỳ. Vậy thì cái trường hợp chuẩn nhất ở đấy phải đi từ đây đến đây này, thấy chưa? Với đây là T bằng 0 này, thấy chưa? Với đây là T bằng với cả 0,7 giây này. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa anh em? Ok không nào? Ok không nào? Đó, vậy thì có tính được góc này không? Các bạn tính được góc này không? Tính được, tốt, đúng không? Gọi góc này góc alpha đi. Đấy, gọi góc này góc alpha đi, thấy chưa? Thì 2 alpha này cộng với cả 180 độ này nó sẽ phải tương ứng với gì? Tương ứng với cả cái cung này, đúng không? Tương ứng với cả cái cung này, thấy chưa? Và bằng với 0,7, thấy chưa? Chia cho chu kỳ của mình là 1 giây. Đấy, 1,0 nhá. Đây, 1,0 của chu kỳ này. Được chưa? Chia chu kỳ và nhân với 360 độ. Đó, từ đây suy được alpha luôn. 0.7 này chia 1 này nhân 360 này. Được chưa? Cái này bằng 252 độ. 252 độ, được chưa? Suy được alpha trừ 180 này chia 2 này. Alpha của mình bằng 36 độ các em nhá. Được chưa? Có alpha bằng 36 độ rồi thì dễ dàng tính ra biên độ. Biên độ A của mình. Nào, 36 độ nào. 36 độ thì đây sẽ là A của mình sẽ bằng với cả 3 này chia cho sin của gì? Sin của 36 độ. Thế nào? 3 chia cho sin của 36 này. Rồi. A của mình xấp xỉ khoảng 5,1 nhá. 5,1. Đấy. 5,1. Được chưa nào? 5,1 cm. Ok không? 5,1 cm. Có biên độ A rồi. Bây giờ nó hỏi là tốc độ của điểm M lúc thời điểm T bằng 0. Có nghĩa là thời điểm này này. T bằng 0 này. Thấy chưa? Thì tốc độ của mình là trị đối của V thôi. Trị đối của V dễ dàng rồi. Mình có công thức là gì? V bằng gì? Omega nhân căn của A bình trừ X bình. Thay số vào, omega của mình là bằng 2pi nhân với căn của gì? A bình của mình là 5,1 bình phương trừ đi X của mình là 3 bình phương. Được không nào? 2pi này nhân với căn của 5.1 bình phương trừ đi 3 bình phương này là xấp xỉ 25,94 nhé. Xấp xỉ 25,94 cm trên giây. Vậy thì câu số 34 đáp án A là chuẩn. Được không nào? Câu số 34 đáp án A là chính xác. Chờ đợi anh em. Làm đã xê khoanh nhầm đề không? Nào, mình đang chữa câu 34 mà các em. Câu 37 tí nữa chúng ta sẽ chữa. Cứ cầm đèn chạy trước ô tô, mấy cái ông cứ hỏi câu 37 chắc gì đã đúng mấy câu trước. Nào, mấy ông hỏi câu 37 đã chắc chắn 100% đúng 36 câu đầu chưa? Bây giờ anh hỏi này, câu 35 là gì? Thế chưa nào? Đấy, tập trung vào xem anh chữa đi. Đúng rồi em ơi, này là chương 1 của lớp 12 nhá. Chương 1 của lớp 12 và cũng là gì? Cũng là chương mới của lớp 11 luôn. Thế nên là các bạn 2K7 vẫn có thể học được nhá.
các bạn 2K7 vẫn có thể học được đấy. Đấy nhá, đương nhiên nó sẽ hơi hơi khó hơn so với các anh chị đấy nha. Có 30 năm nào? Có 30 năm nào các bạn? Comment cho anh đáp án có 35 nào? Các bạn comment cho anh đáp án có 35 nào? Anh giảng chậm thôi á. À, bạn Minh Chi có thể là bạn không biết vì anh là anh đang chữa đề, anh đang chữa đề được chưa? Đề thì ở trong nhóm kín ở trên phở bò, được chưa nào? Đấy, các bạn phải join phòng nhóm kín và làm đề trước đi. Thì khi làm đề trước rồi, được chưa? Khi làm đề trước rồi thì chữa bài nó mới nhanh được. Chứ bây giờ mà anh ngồi anh chữa từ đầu thì nó sẽ rất là lâu. Em phải tự làm trước cơ, thì anh chữa nó mới nhanh. Rồi, các bạn bên phở bò comment B rồi này. Câu 35 nào? Một vật rộng tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Biết gì? Biên độ dao động của vật là 5 cm. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc hai dao động V1 với hai dao động thành phần là V1 V2 theo thời gian t. Biết mỗi ô trên giản đồ của mình là 10 cm/giây. Theo phương pháp giản đồ Fenen thì dao động của vật được biểu diễn bởi vector quay. Tốc độ góc của vector quay là bao nhiêu? À, đại loại là gì? Đại loại là tính omega. Đấy chưa? Thì để ý này, từ cái đồ thị này các em nhìn có quen không? Đồ thị V1 V2 có quen không? Nhìn nhá, V gì đây? V2 của mình nó mắc đúng không? Đây là V2 mắc này. Được chưa? Thì xuống đây nó sẽ là gì? Là V gì đây? V1 min đúng không? V2 mắc khi V1 min bằng ngược lại V1 mắc khi V2 min. Thì đây là gì? Đây là đồ thị ngược pha đúng không? Đấy, mình sẽ có được là V2 và V1 ngược pha nhau. Hay bản chất là gì? Bản chất là X2. Được chưa? Và X1 làm sao? Ngược pha nhau. Ngược pha nhau. Đúng nào? Ngược pha nhau. Đó. Ok không nào? Vậy thì biên độ tổng hợp của mình là A12. Thấy chưa? Biên độ tổng hợp của mình là A12. Đấy, nó phải bằng trị đối của gì? Trị tuyệt đối của A1 trừ A2. Được không nào? Trị tuyệt đối của A1 trừ A2 và bằng 5 cm. Ok không nào? Ok không nào? Đấy, đến đây thì đến đây mới hay này. Đến đây mới hay này. Theo tổng hợp dao động thì mình có thể tổng hợp V luôn. V12 của mình nhé. V12 của mình. Được chưa nào? Nó cũng sẽ bằng với V1 cộng với cả V2. Đó, được chưa nào? Ok không? Đó, mà đây là ngược pha nhau. Thế nên là V gì đây? V12 mắc. V12 mắc. Được chưa? Nó cũng sẽ bằng gì? Cũng sẽ bằng trị tuyệt đối của V1 trừ đi V2. Được chưa? Bằng trị tuyệt đối của V1 trừ đi V2. Ở đây mình chỉ cần gì đây? Mình chỉ cần thay số thôi. À, đây là V1 mắc nha. Được chưa? Thêm chữ mắc đây cho anh. V1 mắc, được chưa? Và V2 mắc. Được chưa? Rồi bây giờ đếm ô thôi. 1 ô, 2 ô, 3 ô. V2 của mình bằng mấy? V2 của mình bằng 30. Được chưa? Cái này là 30 này. 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô. Vậy thì cái này là V1 mắc của mình là 50 này. Chuẩn chưa? Vậy thì chỗ này có bằng trị tuyệt đối của 50 trừ 30 là bằng với cả 20 cm/giây. Được không nào? Vậy thì suy ra được này. Omega của mình sẽ bằng với cả V12 mắc chia cho gì? Chia cho A12. Đó, sẽ bằng với cả 20 chia cho 5 và bằng với 4 radian trên giây. Đúng không nào? 4 radian trên giây. Câu số 35 đáp án B là chính xác. Câu số 35 đáp án B là chính xác. Chờ đông anh em. Em chào anh Thái, anh Khang Vĩnh á. Anh là Trọng Đạt, Nguyễn Trọng Đạt nhá. Được chưa nào? Các bạn vẫn chưa biết anh Khang Vĩnh. Anh Khang Vĩnh đẹp trai hơn anh nên thì nhìn kỹ vào, anh là Khang, anh là Đạt nhá. Như nào? Rồi. Vào nhóm kín như nào á, em lên vào bio TikTok nhá, bio TikTok để tìm hiểu nhá. Em vào bio TikTok để tìm hiểu nhá. Đấy, nhắn vào cái link bio của TikTok ấy. Được chưa? Vào phở bò nhá. Câu 36 nào. Hai điểm sáng 1 và 2 dao động điều hòa với chu kỳ T trên một đường thẳng có chung vị trí cân bằng với biên độ 12 cm, với cùng biên độ 12 cm. A1, A2 của mình là 12 cm nhé. Mốc thời gian được chọn sao cho cứ sau khoảng thời gian T delta T thì gì? Thì khoảng cách giữa hai điểm sáng lại bằng 8,5 cm và delta T của mình là nhỏ hơn 0,5T. Đến đây là đã phải có cái mùi rồi. Anh em làm đến đây là anh em phải ngửi được cái mùi rồi. Delta T của mình nhỏ hơn 0,5 chu kỳ. Đúng không? Thì chắc chắn delta T nó phải là bao nhiêu? Chắc chắn delta T nó phải là bao nhiêu nào? Nào, anh em dự đoán đi nào. Dự đoán xem delta T nó bao nhiêu nào? Delta T của mình nó phải là bao nhiêu chu kỳ nào? Delta T của mình nhỏ hơn 0,5 chu kỳ nhá. Nó phải là bao nhiêu? Đố nào biết. Comment cho anh xem nào. Câu 36 nào. Đếm dòng ra đề. Rồi tí đếm thử nhá. Đúng rồi.
nó phải là T trên 4, được chưa? Nó phải là T trên 4, làm nhiều sẽ biết kinh nghiệm là gì. T trên 4 của mình làm sao? Nó sẽ lặp lại những cái vị trí, đúng không? Nếu mình xuất phát ở cái vị trí x bằng gì? A chia căn 2 thì cứ sau T trên 4 nó lại làm sao? Nó lại có vị trí là trị tuyệt đối của x bằng A trên căn 2. Và tại sao anh nói như thế? Vì ở đây nó hỏi là khoảng cách. Khoảng cách của mình chắc chắn là trị tuyệt đối rồi, đúng không? Khoảng cách giữa hai vật thì chắc chắn là trị tuyệt đối rồi, đúng không nào? Đấy nhá, anh sẽ giả sử đây, chứng minh cho các em xem luôn này. Giả sử nhá, x1 của mình này bằng với cả A, tôi bằng 12 luôn đi. 12 cốt, được chưa? Chu kỳ chưa cho đúng không? 12 cốt của omega t đi. Được chưa nào? Cốt của omega t nhá. Đấy, cho pha ban đầu bằng 0 luôn đi. Được chưa? Đấy, cho một thời điểm bất kỳ đi. X2 của mình nhá, bằng với cả 12 cốt của omega t, được chưa nào? Cộng với phi. Đấy, độ lệch pha mình chưa biết thì cho là phi. Được chưa nào? Độ lệch pha mình chưa biết cho là phi. Vậy thì khoảng cách giữa hai điểm của mình sẽ là d bằng trị tuyệt đối của x1 trừ đi x2. Nhớ nhá, khoảng cách của mình phải thêm dấu trị đối vào. Nó chính là gì? Nó chính là ly độ, hiệu hay ly độ, nhưng mà phải thêm dấu trị đối. Được chưa? Thêm dấu trị đối nhá. Vì khoảng cách mà, khoảng cách của mình phải dương, đúng không nào? Đến đây rồi thì cốt trừ cốt thì bằng gì ạ các em? Bằng gì? Cốt trừ cốt bằng gì các em? Comment cho anh lượng giác nào. Cốt trừ cốt bằng gì? Cốt trừ cốt bằng gì nào? Comment cho anh nào. Chuẩn nào? Trị đối của cốt trừ cốt bằng gì nào? Cốt trừ cốt thì bằng gì? Bằng 2 sin sin, đúng không? Bằng 2 sin sin. Thấy chưa? Rồi, bằng 2 lần sin của gì? Sin của tổng chia 2 và hiệu trị 2, đúng không? 2 lần sin đương nhiên là phải nhân với 12 nữa rồi, thì anh sẽ nhân 12 với 2 ra ngoài nhá. 12 này nhân 2 này nhân với trị tuyệt đối của sin gì đây? Sin của omega t trừ omega t trên phi chia 2, chỗ này là sin của phi trên 2 đi, thấy chưa nào? Nhân với sin của gì? Cái này cộng lại với nhau thì là bằng với sin của 2 lần omega t. Omega t cộng với cả phi trên 2. Chuẩn không nhỉ? Chuẩn chưa em? Chuẩn đúng không? Thấy chưa? Ok chưa? Đó, bằng 12 nhân 2 nhá, chỗ này là 12 nhá, thấy chưa? Chuẩn chưa nào? Đấy, chỗ này rút gọn lại một chút, thấy chưa? Rút gọn lại một chút. Đó, mình sẽ rút gọn lại một chút là bằng với gì đây? Bằng với cả 24, thấy chưa nào? 24 nhân với sin của gì? Nhân với sin của phi trên 2, thấy chưa nào? Trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối nhân với sin của gì? Sin của omega t cộng với cả phi trên 2. Đúng không nào? Ok không? Ok không? Vậy thì bản chất là gì? Bản chất cái này nó chính là một hàm điều hòa. Thấy chưa? Bản chất cái này nó là một hàm điều hòa. Đúng không? Bản chất cái này là một hàm điều hòa. Nó sẽ có hai phần. Nó chính là phần gì? Phần biên độ và phần biến thiên. Đúng không? Phần biên độ của mình nó chính là cái phần này này. Cái phần không đổi này này. Chính là phần này, chính là phần không đổi này. Đấy nhá. Thêm hai dấu trị đối riêng này cho nó chuẩn. Đấy nhá. Đấy. Cái phần này chính là phần không đổi của mình này. Thấy chưa? Đây chính là d max này. Đúng không? Cái này là d max. Đúng không các em? Ok không? Cái này là d max nhá. Chuẩn chưa? Chuẩn d max không? Đó. Thì bây giờ mình đi tìm d max là xong. Đúng không? Vẽ vòng tròn ra. Vẽ vòng tròn ra nhá. Thấy chưa? Trị đối của d mà. Thấy chưa? Ai bây giờ vẽ vòng tròn ra này. Mình đã có là gì? Mình đã có là delta t của mình bắt buộc nó phải là gì? Phải là t trên 4 rồi. Thấy chưa? Đây, vẽ vòng tròn ra chuẩn nhá. Đây là trừ d max này. Được chưa? Đây là d max này. Được chưa? Đây là trục d này. Được chưa? Đây là vị trí cân bằng O này, nó không phải trục d nữa. Trục d vì d của mình nó luôn dương mà, để trục d nó hơi vô lý. Anh đang để là trừ d max với d max nhá. Được chưa? Và nó dao động điều hòa trong hàm sin này, mình sẽ có được luôn. Chia cái đoạn này ra. Được chưa? Chia cái đoạn này ra. Đó, và cứ sau gì? Cứ sau cái đoạn là delta t, được chưa? Cứ sau cái đoạn là delta t bằng với cả t trên 4, đúng không? Đấy, thì cái vị trí này mình gióng xuống, cái vị trí này mình gióng xuống, được chưa? Cái vị trí mình gióng xuống được sẽ được cái vị trí này là bao nhiêu? 8,5. Được chưa? Bên này sẽ là âm 8,5. Được không nào? Và cái góc này, cái vị trí này của mình là góc 45 độ. Được chưa? Từ đây suy được là d max. D max đúng không? Suy được d max, tính ra được d max thôi. Ok không? Đó, d max của mình sẽ bằng với cả 8,5 chia cho gì? Chia cho cốt của 45. Được chưa? 8,5 chia cốt 45. 8,5 chia cho cốt của 45 là bằng 12, xấp xỉ khoảng 12,02. Được không nào? 12,02 cm. Đó, có được 12,02 cm rồi là d max rồi. Thì có tính ra được gì? Tính ra được phi không? Tính ra phi cho anh. Được chưa? Tính ra phi cho anh. Đó, bằng với cả gì? 24 này, à 12,02 này. Chia cho gì? Chia cho 24 này. Đó, xong ship sin. Để ship sin nhá. Sau đó nhân lên với 2 cho anh. Được chưa nào? Phi của mình sẽ bằng với khoảng 60,11 độ, được chưa nào?
60,11 độ. Đó, 60,11 độ. Ok chưa? Chính là độ lệch pha đấy, delta phi. Delta phi bằng 60,11 độ và bằng luôn bao nhiêu đây? Đổi sang radian là nhân với 2 pi và chia cho một à, nhân với pi và chia cho 180 là bằng 1,049, 1,049 radian. Được chưa? 1,049 radian. Vậy thì mình sẽ chọn nó nào? Đấy rồi, đáp án A là chính xác. Được chưa nào? 1,05, xấp xỉ 1,0536, đáp án A là chính xác. Chuẩn chưa nào? Anh em có hiểu câu 36 không? Câu 36 bạn nào hiểu comment số 1 nào. Được chưa? Bạn nào hiểu câu 36 không? Để hiểu được cái chỗ delta t bằng t trên 4 này, các em phải hiểu là gì? Cái điều kiện của mình ấy là delta t của mình làm sao? Nhỏ hơn t trên 2, đúng không? Nhỏ hơn t trên 2 mà để lặp lại được ấy, lặp lại được cái chỉ đối d ấy thì bắt buộc nó phải là gì? T trên 4. Chuẩn chưa nào? Tiếp nha. Câu số 37 nào. Hai con lắc đơn A và B có dây treo dài bằng nhau. Ôi, L dài bằng nhau này, dao động điều hòa tại cùng một nơi. Chiều dài bằng nhau lại dao động điều hòa tại cùng một nơi thì nó phải cùng gì? Nó phải cùng chu kỳ đúng không các em? Nó phải cùng chu kỳ. Và khi con lắc A treo nằm theo phương thẳng đứng. Rồi, thì con lắc B hợp với phương ngang một góc 64 độ. À rồi, ok. Này, anh có này. Khi con lắc A nó ở phương thẳng đứng đúng không? Anh gọi là alpha đi, đúng không? Anh sẽ có được là gì đây? Alpha A của mình bằng 0 vì hợp với phương thẳng đứng mà. Được chưa? Hợp với phương thẳng đứng thì alpha A bằng 0 thì alpha B bằng gì nào? Alpha B sẽ bằng gì nào? Hợp theo phương nằm ngang một góc 84 độ thì ly độ của alpha B nghĩa là tính theo phương thẳng đứng phải là bao nhiêu? Phải là 90 trừ đi 84, đúng không? 90 trừ đi 84 bằng với bao nhiêu? 6 độ. Chuẩn không? 6 độ. Ok không nào? Ở thời điểm thứ hai. Được chưa? Ở thời điểm thứ hai, alpha A của mình là hợp với phương treo một góc beta, được chưa nào? Alpha A này bằng với cả beta, đúng không? Mà beta của mình lại là biên độ góc, là bằng với cả gì? Bằng với cả alpha 0 A. Chuẩn không? Là ở biên độ, đúng không? Là ở vị trí biên. Khi đấy, alpha B nó lại bằng gì? Alpha B nó lại bằng gì đây? Lại bằng 90 trừ đi 82 độ, đúng không nào? Hợp với phương nằm ngang một góc 82 độ. 90 trừ đi 82 độ là bằng với 8 độ. Được chưa? Đấy, đây này, cái này anh coi là tại T1 đi. Tại T1 được chưa nào? Ok không? Và tại T2. Ok không nào? Mà ta có là gì? Ta có này. Ta có chú ý cho anh này. Khi T1 thì alpha A nó bằng 0, đúng không? Khi T2 alpha A nó lại bằng gì? Lại bằng alpha 0 A. Đấy, lúc thì ở gì? Ở vị trí cân bằng, lúc lại ở vị trí biên. Đây nha, ở vị trí cân bằng này. Đúng không? Lúc lại ở vị trí biên này. Đúng không? Vậy thì hai thời điểm này là hai thời điểm gì? Suy ra được là gì? T1 đúng không? Và T2 làm sao? Vuông pha nhau. Được không? Vuông pha nhau. Đó, T1 và T2 vuông pha nhau. T1, T2 vuông pha nhau rồi thì tính beta có dễ không? Mình có công thức là gì? Beta của mình, thấy chưa? Đấy, hoặc các em biết chuẩn công thức vuông vuông pha cho anh. Chuẩn công thức vuông pha của mình phải là gì? Phải là 6 độ đúng không? Chia cho beta. Đấy, tất cả bình cộng với gì? Cộng với cả 8 độ. Chia alpha tất cả bình bằng 1. Nhưng mà thôi làm nhanh nha, làm tắt nha. Beta của mình được chưa? Đấy, bằng căn của gì? Căn của 6 độ bình phương. Thôi 6 bình thôi nha. Được chưa? Cộng với cả 8 bình thôi. Được chưa? Nó sẽ bằng với cả bao nhiêu đây? Căn của 6 bình cộng 8 bình thì là 6, 8, 10. Đúng không? 6, 8, 10. Đây là 10 độ. Đấy. Beta bằng với cả 10 độ. Thì gần nhất với 10 độ là bao nhiêu nào? Gần nhất với 10 độ là đáp án C. Được chưa? Gần nhất với 10 độ là đáp án C. 9,8 độ. Được chưa nào? Gần nhất các em nhé. Ok em nào? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa nào? Rồi, sang câu 38 nào. Sang câu 38 nào. Dao động điều hòa là tổng hợp của hai dao động điều hòa thành phần. Đấy, cùng phương cùng tần số với phương trình là x1 bằng a cos của 2pt và x2 bằng a cos của 2pt cộng phi. X1 x2 tính bằng cm, t tính bằng giây. Tại thời điểm t bằng 0, vận tốc của vật là 12 pi cm trên giây. Và ly độ dao động của vật là ly độ của dao động x2 bằng trừ 3 căn 3 cm. Rồi, trừ 3 căn 3 cm. Được không nào? Bây giờ mình sẽ làm sao? Tổng hợp dao động thôi. Thấy chưa? Mình tổng hợp dao động thôi. Đấy nha, mình có x1 x2 rồi thì mình sẽ tổng hợp dao động để ra được gì? Để ra được hai cái dao động mà tốt nhất là gì? Tổng hợp vận tốc luôn. Mình sẽ tổng hợp vận tốc luôn. Được chưa nào? Tổng hợp vận tốc luôn nhá. Viết cho anh này. X1 này bằng với cả a cos của gì đây? 2pt. Thấy chưa? Ok không? Thì suy ra được là gì đây? Suy ra được V1 của mình là a
nhân với cả 2 API đi. Thấy chưa? Nhân với code của gì đây? Code của 2PT cộng với cả pi trên 2. Được không nào? Đó. Đây, x2 nữa. X2 của mình bằng A code của 2PT cộng với phi. Thấy chưa? Thì V2 của mình sẽ bằng với cả 2AP nhân với code của gì? Code của 2PT này cộng với phi này cộng với cả pi trên 2 này. Chuẩn chưa nào? Chuẩn chưa nào? Đến đây rồi, mình có thể tổng hợp dao động. Được chưa? Mình có thể tổng hợp dao động. Được chưa? Mình có thể tổng hợp dao động nhá. Đây, tại t bằng 0, được chưa? Tại t bằng 0, được chưa nào? Tại t bằng 0 nhá. Được chưa? Thì ta có được là gì nào? Ta có được là V12, được chưa nào? Đấy, bằng V1 cộng V2, tổng hợp dao động chuẩn luôn đấy. Ok không nào? V12 bằng V1 cộng V2. Nhưng mà tại t bằng 0 này, bạn nào nhìn nhanh sẽ biết t bằng 0 ấy thì V1 của mình mấy đây? V1 của mình sẽ bằng 0 luôn. Được chưa? Vì sao? Vì khi thay t bằng 0 này, chỗ này của mình sẽ bằng 0 cộng V2. Được chưa nào? Và bằng gì? Bằng chỗ này thay t bằng 0 vào. Thay t bằng 0 vào nhá. Nó sẽ bằng gì đây? 2AP. Được chưa? Nhân với cốt của gì đây? Cốt của phi cộng với cả pi trên 2. Được không nào? Cốt của phi cộng pi trên 2. Chuẩn chưa? Chuẩn không nào? Tương tự, mình lại có tại thời điểm t bằng 0 thì mình có thêm cái gì nữa? Có thêm x2 bằng âm 3 căn 3. X2 của mình, thấy chưa? Thay t bằng 0 vào thì nó sẽ là gì đây? A nhân với cốt của gì? Cốt của phi, thấy chưa? A nhân cốt phi. Ok chưa? A nhân cốt phi. Chuẩn chưa nào? Ok chưa? Và hai cái này mình có luôn là bằng với 18 pi này. Cái này bằng với 18 pi, thấy chưa? Và cái này bằng với bao nhiêu? Bằng với âm 3 căn 3. Chuẩn không nào? Và bây giờ mình có tính được biên độ của nó không? Mình có tính biên độ không? Trước tiên là mình sẽ làm sao? Mình sẽ chia vế vế để mình tính phi đã. Được chưa? Chia vế 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 để mình tính phi đã. Đúng không nào? Chia bên trên cho bên dưới này để mình tính ra cái phi đã. Được chưa nào? Cốt của gì đây? Cốt của phi cộng với cả pi trên 2. Đúng không nào? Cốt của phi cộng pi trên 2. Chia gì? Chia cho cốt của phi. Được không nào? Nó sẽ bằng gì? 18 pi. Chỗ này đâu? Chỗ này phải là 2 gì? 2a 2p chứ. 2p nữa. Được chưa nào? 2p nhân cốt của phi cộng pi trên 2 với chỉ chia tiêu a thôi. Nó sẽ chỉ chia tiêu a thôi. Được chưa nào? Anh nhá, V12 này chia cho X12 tại thời điểm bằng 0 nhá. Chỉ tiêu A thôi, được chưa? Đó, mình chỉ tiêu A đi và mình sẽ bấm shift zone. Shift zone để ra được gì đây? Để ra được phi, được chưa nào? Chỗ này của mình là 18p này. Chia gì? Chia cho âm 3 căn 3. Được chưa? Từ đây suy được phi luôn. Được không nào? Các bạn shift zone cho phi nhá. Các bạn shift zone cho phi cho anh nhá. Được không nào? Shift zone cho phi cho anh. Nào, shift zone. 18 pi này chia cho trừ 3 căn 3 này, trừ 3 căn 3 này bằng với cả 2 pi. Ôi, các bạn phải lược 2 pi ở hai vế đi, các bạn thể lược 2 pi ở hai vế đi nhá. Thì bên một bên sẽ là 9, đấy chưa? 9 chia cho âm 3 căn 3, đấy chưa nào? Sẽ bằng với cốt của gì? Cốt của alpha x cộng với cả pi trên 2 cộng với 90 độ đi, anh để 90 độ shift zone cho nó dễ, đấy chưa nào? Cốt của alpha x shift zone, đấy chưa? Đợi một lúc nha. Rồi, nó sẽ ra phi của mình bằng bao nhiêu đây? Phi của mình bằng 60. Ra phi, shift zone ra phi bằng bao nhiêu đây các em? Các em shift zone ra phi bằng bao nhiêu? Anh shift zone ra phi bằng 60. 9, thấy chưa? 9 chia cho âm 3 căn 3 bằng với cốt của phi cộng pi trên 2 và cốt của phi nữa. Được chưa nào? Nó phải bằng bao nhiêu đây? Ra bao nhiêu nào? Các em ra bao nhiêu? Ra bao nhiêu nào? Cốt của 90 cộng 6 à, cộng 90 này chia cho cốt của 60. 60. Rồi, âm căn 3. Được chưa nào? Rồi, ra pi trên 3 chuẩn luôn đúng không? Ra 60 độ, được không nào? Mình sẽ ra bằng 60 độ. Pi của mình ra bằng 60 độ. Ok chưa? Pi của mình này sẽ ra bằng 60 độ, được chưa nào? Chuẩn chưa các em? Chuẩn chưa các em ơi? Đấy, pi của mình sẽ ra bằng 60 độ nhá. Được không? Đấy, sau khi có phi bằng 60 độ rồi, được chưa? Thì mình sẽ làm sao? Tính ngược lại. À khoan, bình tĩnh. Cái phi của mình sao ra 60 độ được? Phi của mình ra 60 độ thì biên độ của mình âm mất à? Biên độ của mình nó sẽ âm mất các em ạ. Được chưa? Biên độ của mình nó không thể âm nhẹ được. Từ từ nha, anh bấm lại nha, bấm lại shift zone nha. Vì anh thấy nó ra hơi cấn cấn này. Phi của mình mà ra 60 độ đúng không? Thì làm sao? Thì cái chỗ này này là bằng 1/2. Chỗ này cốt phi bằng 1/2 đúng không? Thì a của mình âm mất. Được chưa nào? A của mình âm mất. Sau đây mình sẽ bấm lại nha, bấm lại này,
anh biến đổi chuẩn đúng không? 2p này chuyển 9p này, chỗ này chính là 18p. Phần xem nào. Vận tốc là 18 pi cm trên giây này, ly độ là âm x2 bằng âm 3 căn 3 này. Cộng pi trên 2 này, cái bằng 0 này. Cái này phi cộng pi trên 2 này, cộng 2 pi nhân cốt của pi. Đúng rồi, chuẩn rồi, anh biến đổi chuẩn rồi, mình ship xôn lại thôi. Anh nghĩ nó sẽ có hai nghiệm thôi. Được chưa? Nó sẽ có hai nghiệm thôi. Âm 60 độ cũng thế không? Được chưa? Nó có hai nghiệm nha. Anh em bấm chuẩn cho anh xem có hai nghiệm nha. Được chưa? Mình nên bấm chuẩn cho anh có hai nghiệm nha. Anh nghĩ nó sẽ có thêm một nghiệm nữa, được chưa? Cốt của phi, được chưa? Nó sẽ có hai nghiệm đấy anh em ạ, phải có hai nghiệm. Vì sao? Vì cái nghiệm 60 với âm 60 là mình không chấp nhận được. Cái nghiệm đấy là cho gì? Cho alpha, cho biên độ của mình âm, và biên độ âm thì không thể lấy được, được chưa nào? Cộng với cả pi trên 2 này, cộng với 90 độ này, được chưa? Bằng với cả 9 này chia cho âm 3 căn 3 này. Rồi, ra rồi anh em ạ. Phi của mình có thể là gì? Có thể là một âm 120 độ nữa. Được chưa? Phi của mình có thể là âm 120 độ nữa. Được chưa? Nó có rất là nhiều nghiệm đấy nhá. Ship xôn này của 120 này. Rồi, nó có hai nghiệm là phi bằng âm 120 độ, được chưa nào? Phi bằng âm 120 độ và phi bằng 60 thì mình sẽ lấy nghiệm này nhá. Vì sao? Vì cái điều kiện của mình này, cái điều kiện của mình là cốt phi nó phải làm sao? Nó phải nhỏ hơn không? Được chưa? Đấy, điều kiện của mình cốt phi nó phải là nhỏ hơn không? Thế nó sẽ có hai nghiệm, đây là phi bằng 60 độ nữa, được chưa nào? Và cái nghiệm này của mình là loại, được chưa nào? Đó, cái nghiệm này của mình là chọn này. Được chưa? Vì sao? Vì cốt phi của mình phải nhỏ hơn không? Thì từ đây suy ra được A thôi. A quá dễ rồi đúng không? A bằng âm 3 căn 3 chia cho cốt của bao nhiêu? Cốt của 120 độ. Được chưa nào? 3 căn 3 chia cho cốt của 120 độ là bằng 6 căn 3 cm. Ok không nào? 6 căn 3 cm, xấp xỉ bao nhiêu đây? 10,39, được chưa? Xấp xỉ 10,4 cm, xấp xỉ 10,4 cm. Câu 38 đáp án A là chính xác. Rồi. Ok, dùng độc lập thời gian cũng được, được chưa nào? Các em có thể dùng độc lập thời gian cũng được, được chưa nào? Ok nhá. Câu 39 nhá. Rồi, sang câu 39 nào. Một con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có giá tốc rơi tự do là g bằng pi bình. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc. Sự phụ thuộc gì đây? Sự phụ thuộc của lực đàn hồi tác dụng lên theo thời gian delta t. Được chưa nào? Thì các bạn ấy nhìn vào cái đồ thị này, các bạn chỉ cần quan tâm hai điểm cho anh thôi. Đây, điểm này. Được chưa? Và điểm này. Đúng không? Đây chính là điểm gì đây? F đàn hồi mắc, được chưa? F đàn hồi mắc. Đúng không? F đàn hồi mắc nó phải ở đâu? Anh hỏi. Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng thì F đàn hồi mắc nó ở chỗ nào? Nó ở biên bên dưới, được chưa? Nó ở biên bên dưới. Nếu mà mình chọn chiều dương bên dưới thì đây là vị trí biên dưới nha. Chiều dương hướng xuống dưới đây là biên biên dương, nhưng đây là anh chỉ coi là biên dưới đấy nha. Biên dưới, được chưa? Biên dưới của mình là biên dưới nha. Được chưa? Còn cái vị trí này, này là F đàn hồi làm sao? F đàn hồi min, được chưa? Và chỗ này của mình thật ra F đàn hồi min không phải. Đây là phải là F gì? F nén. F nén mắc, được chưa nào? F nén mắc mới đúng, được chưa? Còn đây là F gì? F giãn mắc, được chưa? Còn min của nó bằng 0 này. Min của nó bằng 0 là đây là vị trí tự gì? Đây là vị trí tự nhiên. Được chưa? Đây là vị trí tự nhiên. Ok không nào? Đây là vị trí tự nhiên nhá. Còn đây là F nén mắc, được chưa? F nén mắc bao giờ nó cũng nhỏ hơn F đàn hồi, à nó cũng bao giờ cũng nhỏ hơn F giãn mắc, được chưa? Đây là F giãn mắc, được chưa? F giãn mắc. Ok không? Đây là vị trí gì đây? Vị trí biên dưới, biên dưới, biên dưới, à biên trên, biên trên. Chuẩn không nào? Chuẩn không nào? Bây giờ mình chỉ cần gì? Mình chỉ cần lập tỷ lệ thôi, được chưa nào? Mình lập tỷ lệ cho anh nhá, được chưa? Đó, lập tỷ lệ cho anh. Đây là F gì đây? F giãn mắc, được chưa? Chia cho F gì đây? Nén mắc, được không nào? F giãn mắc chia cho S nén mắc. Đó, tỷ lệ của mình sẽ là gì? K này nhân với cả gì? Delta L0 cộng A, và bên này là K, được chưa? Chia cho delta L0 trừ A, được không nào? Đó, thay số vào. Thay số vào, được chưa? Thay số vào. Chỗ này của mình là bao nhiêu đây? Mình sẽ có tỷ lệ là đây là 1 2 3, chỗ này là âm 3 mới đúng này. Chỗ này của mình là âm 3 nha. Đấy là chỗ này của mình là 5. Đó, đây là 5 thì đây sẽ là âm 3. Đấy, chỗ này là 5 phần âm 3. Được chưa? 5 phần âm 3. Từ đây suy được tỷ lệ giữa delta L0 và A. Được chưa? Suy được tỷ lệ của delta L0 và A nhá. Được chưa? Nhìn là biết làm sao? Nhìn là biết delta L0 nhỏ hơn A rồi. Được chưa? Mình sẽ tính nha, tính nhanh thôi. 5 3 này, 8 này, 2. À rồi, vậy thì delta L0 của mình.
nên là không của mình, thấy chưa, sẽ bằng với a chia cho 4, thấy chưa, nên là không của mình là bằng a chia 4, thấy chưa. Các bạn tính nhá, nhân chéo lên thôi, nhân chéo lên là tính được thôi, đúng không? Các bạn nhân chéo lên là các bạn sẽ tính được tỷ lệ thôi, thấy chưa. Các bạn nhân chéo lên là các bạn sẽ tính được tỷ lệ thôi, nên là không của mình sẽ bằng với 1/4 của a, thấy chưa nào, bằng 1/4 của a, ok không? Và gì, từ đồ thị của mình nhá, thì mình có được là gì nào, có được là đi từ vị trí bên trên đến vị trí biên giới của mình là bao ô, đúng không? Cái đoạn này của mình này, cái đoạn này của mình là bao ô, là tương với một chu kỳ, đúng không? Một chu kỳ của mình là sẽ bằng bao nhiêu? 0,2 giây. Vì sao? Vì cái điểm này của mình cũng là bao ô này, thấy chưa? Đấy, nên suy được là gì đây? Chu kỳ của mình này 0,3 giây, đúng không? Có chu kỳ của mình mà 0,3 giây, thấy chưa? Có chu kỳ rồi, có delta là không rồi, thấy chưa? Bây giờ đi tính gì? Đi tính cho anh, đi tính cho anh gì? A nữa là xong, thấy chưa? Đi tính cho anh A nữa là xong. Đi tính A nữa bằng cách nào? Mình có ép đàn hồi mắc, thấy chưa? Đây, ép đàn hồi mắc, ép đàn hồi mắc, thấy chưa? Bằng với cả 5 Newton, thấy chưa? Và bằng với K nhân với delta là không cộng A, thấy chưa? Bằng với 5 Newton, thấy chưa? Thay số vào đi, cho anh thay trước đi, cho anh nhá. Thay delta là không, thay delta là không vào cho anh. Thay t bằng 0,0, à đâu, chỗ này không, t t bằng 0,4 giây chứ, anh xin lỗi. Chỗ này của mình là t trên 2, thấy chưa nào? Chỗ này của mình là t trên 2, thấy chưa? Đi từ biên âm biên dương mà, đúng không? Là t trên 2 thì suy ra được là t của mình bằng 0,4 giây, thấy chưa nào? Ok không? T của mình sẽ bằng 0,4 giây. Đó, đến chỗ này rồi thay vào cho anh này. K nhân với delta là 0. Chỗ này thay bằng với cả 4 delta là 0 cho anh. Thấy chưa? Bằng với cả K nhân với cả 5 delta là 0, 5 lần K delta là 0. Thấy chưa? Bằng với cả 5 Newton. Thấy chưa? Bằng với cả 5 Newton. Ok không nào? Bằng với cả 5 Newton. Mà T bằng 0,4 giây thì suy ra được là delta là 0 bằng mấy? Comment cho anh nào. Chu kỳ 0,4 giây thì delta là 0 bằng mấy nào? Cặp bài trùng quá chuẩn, nên là không của mình sẽ bằng với cả 4 cm, được chưa? Bằng với cả 0,04 m, được chưa? Từ đây suy được k, đúng không? Suy được k, k của mình sẽ bằng với gì đây? 5 chia 5 này chia 0,04 này, k của mình bằng 25 newton trên mét, được chưa? 25 newton trên mét, đúng không? Thì từ đây dễ dàng suy được cả biên độ a nữa, biên độ a của mình bằng 4 lần thì là bao nhiêu? 16 cm nữa, đúng không? Đó, từ đây tính cơ năng quá dễ rồi, đúng không? Người ta hỏi là gì đây? Tính cơ năng của con nắp, đúng không? Cơ năng của con nắp là V kép bằng 1/2 K A bình. Thế nào? 1/2 K A bình. Thay số vào. 1/2 nhân với cả 25 nhân với A của mình là 0,16 tất cả bình. Đó, 1/2 này nhân với cả 25 này nhân với cả 0,16 tất cả bình này là bằng 0,32 joule. 0,32 joule. Thế nào? Câu số 39 đáp án C là chính xác. Chuẩn chưa nào? Anh em hiểu chưa? Câu 39 đáp án C là chính xác. Sao lại là delta là 0 trừ A mà không phải là A trừ delta là 0 à? Vì nó là âm em, mình đang tính là gì? Nhân với x mà, đúng không? Còn nếu mà em thích để là A trừ delta là 0 thì cái này mình phải đảo lại thành 3. Vì nhìn vào đây này, nhìn vào cái đồ thị này là phải suy được là gì? Là delta là 0 của mình làm sao? Nó nhỏ hơn A, được chưa? Vì sao? Vì nó đi qua cái vị trí lực đàn hồi bằng 0 này. Nó đi qua cái vị trí lực đàn hồi bằng 0 thì làm sao? Delta là 0 bắt buộc phải nhỏ hơn A. Thế thế nào? Đó. Câu này nhẹ hơn mấy câu khó, khó ở cuối này. Sai 8 câu rồi, còn on top được không? Sai 8 câu mà vẫn on top được thì giỏi đấy em ạ. Quá giỏi luôn. Thế nào? Lại giỏi luôn. Chuẩn chưa nào? Tiếp nha. Tiếp nha. Tiếp nha. Tiếp nha, câu cuối cùng này. Câu cuối cùng nào? Còn bao nhiêu bạn đây? Còn bao nhiêu bạn chụp được câu cuối cùng nào? Khoảng khoảng 700 bạn ở hai nền tảng. Được chưa? Khoảng 700 bạn ở hai nền tảng trụ ở cuối cùng. Anh em nào làm được câu cuối cùng comment đáp án cho anh nào. Anh em nào làm được câu cuối cùng comment đáp án cho anh nào. Nào, câu cuối cùng nào. Câu cuối cùng nào. Câu cuối cùng này, hai chất điểm A và B có các khối lượng là MA và MB dao động điều hòa cùng phương trên cùng một đường thẳng, có chung vị trí cân bằng O. Biết lực kéo về cực đại tác dụng lên mỗi chất điểm tương ứng là FA và FB bằng 2 lần FA. Hình bên là đồ thị mô tả mối quan hệ giữa ly độ xA và ly độ xB của hai chất điểm. Biên độ dao động của chất điểm A là gì? Được chưa? Biên độ rộng của chất điểm A là gì? Thì nhìn là biết luôn gì? Các em nhìn cái dạng đồ thị này các em sẽ biết là cái tần số của nó sẽ không bằng nhau. Được chưa? Nếu mà cái tần số của nó bằng nhau ấy thì nó sẽ có dạng là cái hình gì? Một cái dạng một cái hình tròn như này.
Thấy chưa? Hình tròn hoặc hình elip gì đấy, có thể nó sẽ không cân đối nhưng mà đại loại nó chỉ là một cái đường đường hình tròn như này thôi. Thấy chưa? Một cái đường gì? Một cái hình đường hình cong này thôi, cong elip này có thể elip chéo hoặc là elip méo gì đấy cũng được. Đại loại nó sẽ làm sao? Đại loại nó sẽ không thể nào cắt nhau kiểu như này được. Thấy chưa? Đấy, nó không thể nào kiểu chung 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 kiểu đấy được. Thấy chưa? Đấy, thì cái dạng đồ thị này, bạn này sau này học những cái chương trình nâng cao hoặc là học những cái chương trình trên đại học ấy, các bạn sẽ biết, thấy chưa? Mình khi mà mình khảo sát những cái dao động ký ấy, chỉ cần nhìn vào cái gì? Hình dạng đồ thị là mình sẽ suy ra được luôn. Mình sẽ suy được luôn là tần số của chúng nó như thế nào với nhau. Thế chưa nào? Những bạn nào mà sau này học đại học, học những cái môn thực hành ấy, thực hành 1, thực hành 2 của bên Bách Khoa chẳng hạn, hoặc là học bên mấy môn thực hành của khối ngành sư phạm vật lý chẳng hạn. Đấy, các em sẽ được học về dao động ký, các em sẽ được học về những cái hình dạng đồ thị, và dựa vào hình dạng đồ thị suy ra được tần số của nó. Được chưa? Rồi, còn bây giờ anh sẽ chứng minh cho em nhé. Câu này, mình sẽ đi từng cái một, được chưa? Xét cho anh những điểm này. Được chưa? Mình sẽ đi từng điểm một, được chưa? Điểm này nhá, đi đến đây. Đến điểm này. Được chưa? À điểm này nữa. Được chưa? Xét từng điểm một cho anh. Đấy, đi hết một vòng cung rồi này. Được chưa? Đi hết một vòng cung rồi nhá. Đi hết một vòng cung rồi nhá, mình sẽ xét từng điểm một thôi. Được chưa? Xét từng điểm một cho anh nhá. Mình sẽ có này, XA của mình này, xét từ điểm này đi. Đi theo thứ tự này nhá. Mình xét theo thứ tự này thôi. Được chưa? Vì XA, XB của mình làm sao? Nó dao động điều hòa. Nên cái gì? XA, XB của mình nó thay đổi. Đúng không? Nó thay đổi. Bây giờ anh xét gì? Anh xét trên cái dao động của XB này. XB xuất phát từ đây. Được chưa? Đi hết đến biên âm, xong quành lại đến đây. Được chưa? Đấy, thì cái chiều của nó như này. Đây, à, chiều của nó như này mới đúng chứ. Đi từ đây đến gì? Đến biên gì? Đến biên dương. Được chưa? Xong quành lại nhá. Được chưa? Đến đây. Xong quành lại này. Được chưa? Đấy. Ok không nào? Ok không nào? Ok không? Đấy, đi vòng như này. Mấy cái bài đồ thị này mà anh em có quyển sách đồ thị của thầy VNA ấy, làm tí cái xong nó quá nhiều dạng rồi. 2K5 nhớ anh quá. Nhớ anh quá, về học xuất phát sớm em. Về học xuất phát sớm thôi em. Thế chào. Về học xuất phát sớm thôi em. Thế chào. Điểm này nhá, anh gọi điểm này là điểm x0 đi, được chưa? Điểm này là x0 đi. Nhá, xuất phát từ điểm này nhá. Xuất phát điểm từ điểm này thì mình sẽ xét từng vật một đi. Vật A, được chưa nào? Xuất phát từ điểm này, điểm này điểm số 1 này, điểm này điểm số 2 này, điểm này điểm số 3 này, điểm này điểm số 4 này. Thấy chưa? Ok không nào? Từng điểm một nhá, tôi viết bút đỏ cho nó dễ nhìn. Thấy chưa? Viết bút đỏ đi. Đây là điểm số 1 này, điểm số 2 này, điểm số 3 này, điểm số 4 này. Mình xét từng điểm một. Được chưa nào? Vật A của mình nhá. Vật A của mình này, đi từ điểm số 1. Điểm số 1 có XA bằng 0. Được chưa? XA của mình bằng 0 nhá. Đây, XA của mình này. Được chưa? Sẽ có thứ tự là từ 0 này. Đến gì nào? Từ 0. Được chưa? Đấy, đến một cái giá trị ở đấy. Được chưa? Đến một cái giá trị ở đấy. XA2. Được chưa? Xong đến cái vị trí này. Vị trí này là vị trí mắc. Được chưa? Vị trí này là vị trí mắc rồi. Được chưa? Nó sẽ đến vị trí A. Biên độ. Được chưa? Vị trí biên độ của điểm 2. Biên độ của điểm A. Ê, này, đây đi từ đây nhé, điểm số 1 nhé. Thấy chưa? Điểm số 1 thì bằng 0 này. Thấy chưa? Dòng xuống trục của XA bằng 0 này. Đến điểm số 2 này, dòng xuống trục XA là bằng một cái vị trí bất kỳ này, một cái vị trí XA2 này. Thấy chưa? Ok không nào? Đó. Chuẩn không? Đây nha, anh viết màu đỏ đây cho em dễ nhìn nhá. Đây là điểm số 1 này. Thấy chưa? Đây là điểm số 2 này, đây là điểm số 3 này. Thấy chưa? Đó, bây giờ mình sẽ đi đến từng điểm một, thấy chưa? Cứ xét từng điểm một. Đấy, mình sẽ đi từng điểm một nhá, đi chuẩn chỉnh từng điểm một. Yeah, đi chuẩn chỉnh từng điểm một nhé. Đây, giờ đến điểm số 4. Điểm số 4 của mình cũng là một cái giá trị XA, x của gì? X4 thôi. Được chưa? Cái này là XA2 này. Thì cái này là XA4. Được chưa? Xong quay lại cái điểm này. Được chưa? Nó quay lại cái điểm này. Là đến vị trí gì đây? XA bằng 0. Được chưa? Đấy, chỗ này là số 4 nhá. Chỗ này là số 5 nhá. Được chưa nào? Bây giờ xét sang vật gì? Xét sang vật B. Xét sang vật B. Được chưa? Vật B của mình này là có XB của mình nó sẽ chạy từ đâu? XB của mình nó chạy từ vị trí này là vị trí x0. Được chưa? Vị trí này là vị trí x0. Được chưa? X0 chạy đến điểm này, được chưa? Là có gì đây? Có XB bằng mấy đây? Bằng 0 nhá. Được chưa nào? Bằng 0. Dòng xuống trục của XB này là bằng 0. Được chưa? Tiếp tục đến điểm này này. Điểm này là gì? Điểm này là điểm có XB, làm sao? XB là ở biên âm, được chưa? Ở biên âm nhá, là trừ gì? Trừ AB. Được chưa? Trừ AB đúng không? Đấy, trừ biên độ của điểm B. Đấy, tiếp tục quay lại điểm số 4. Điểm số 4 của mình gióng xuống trục gì? Gióng xuống trục của XB thì lại ra được là ly độ bằng 0 và lại quay lại điểm gì đây?
quay lại điểm x0. Được chưa nào? Nhìn vào đây thì anh em sẽ thấy cái sự gì? Cái sự lặp lại của nó. Và dễ dàng suy ra được gì nào? Dễ dàng suy ra được nào? Đây, nhìn nhá. Ông này thì hơi khó nhìn một chút. Ông này thì dễ nhìn này. Ông này thì dễ nhìn này. Cái quá trình đi từ 1, 2, 3, 4, 5 này. X0 này, đến 0 này, đến trừ xa, trừ AB này, đến 0 này. Xong lại quay lại gì? Quay lại x0. À, chỗ này anh còn xét thiếu cái vị trí này này. Anh còn xét thiếu cái vị trí này cơ. Cái vị trí này chính là vị trí XB max này. Đúng không? Đi từ x0 này, đến XB max này. Quay lại đến 0 này. Quay lại đến biên âm này. Xong đến 0 này. Xong quay lại x0 này. Thì rõ ràng đây là gì? Là một gì đây? Một chu kỳ. Một chu kỳ của gì đây? Của một chu kỳ của B, đúng không? Một chu kỳ của gì đây? Của vật B, đúng không? Một chu kỳ của vật B, đúng nào? Một chu kỳ của vật B nhá. Còn cái bên này thì sao? Cái bên này của mình sẽ là gì đây? Một nửa chu kỳ, thấy chưa? Một nửa chu kỳ. Đấy, nửa chu kỳ. Nửa chu kỳ của A. Thấy chưa? Nửa chu kỳ của A. Chuẩn không? Từ 0 nhá, quay lại đến 0, đúng không? Từ 0 quay lại đến 0 là nửa chu kỳ rồi, đúng không? Từ vị trí cân bằng đến vị trí cân bằng là quay lại nửa chu kỳ rồi, đúng không? Tớ suy ra được cái gì nào? Suy ra được gì nào? Suy ra được gì nào? Đấy nhá, vị trí cân bằng này, tại XA là vị trí cân bằng và đang xuống tăng nhá. Đúng không? Xong quay lại đến đây là đang có xuống gì đây? Đang xuống giảm rồi, thấy chưa? Một cái đang có xuống tăng, một cái đang xuống giảm. Vậy thì là sao? Vị trí cân bằng và đang xuống tăng, vị trí cân bằng và đang xuống giảm thì rõ ràng là một nửa chu kỳ, đúng không? Từ đây suy ra được cái gì nào? Suy ra được này. TA, thấy chưa? Sẽ bằng với hai lần gì? Hai lần TB. Được chưa nào? TA của mình bằng 2 lần TB. Từ đây suy ra được là 2 lần omega A bằng với cả omega B. Ok không nào? Ra được tỷ lệ omega rồi. Bây giờ quay lại tỷ lệ của F. Được chưa nào? FB trên FA nhá. FB trên FA này. FB, được chưa? Chia cho FA. Được không nào? Sẽ bằng với cả M, được chưa? Omega B. Đấy, F của mình là gì? M omega B nhân với A. Vì đây là gì đây? Đây là lực kéo về cực đại mà. Đúng không nào? Nhân với cả biên độ của điểm B. Thấy chưa? Chia cho gì đây? M nhân với omega A nhân với cả biên độ của điểm gì? Biên độ của điểm A. Thấy chưa nào? Đây là MA, MB chứ nhỉ? MB này, MA này. Được không? Được không các em? Đấy, tỷ lệ này của mình là gì? FB trên FA của mình. Thấy chưa? Sẽ bằng với cả 2. Thấy chưa? FB trên FA là bằng với 2. Ok không? Từ đây nhá, nhìn này, MA trên MB. MB trên MA thì tính được rồi, dễ dàng tính ra được gì nào? Thay số luôn vào nhá. Đây, thay số luôn vào đây. MB của mình này. MB của mình là bằng với cả 100 g là bằng 0,1, được chưa nào? Nhân với cả omega A, à omega B. Omega B của mình thì bằng 2 lần omega A, 2 lần omega A, được chưa nào? AB. AB của mình thì có chưa? AB của mình thì có đây rồi, là 10, được chưa nào? Nhân với 10 nhá. Ok không? AB của mình bằng 10. Được chưa? Đây là AB bằng với cả 10 cm này. Được chưa? Chia gì? Chia cho MA. MA của mình bằng 0,25. Được chưa? MA của mình là bằng với 0,25. Nhân với cả omega A. Được chưa? Nhân với cả AA. Được chưa? Bằng với cả 2. Được chưa? Bằng với cả 2. Từ đây dễ dàng là biên độ của điểm A. A của điểm A là mấy? Được chưa? Triệt tiêu đi. Triệt tiêu omega A đi, triệt tiêu omega A đi. Yeah. Dễ dàng tính ra được. AA của mình sẽ bằng với 0.1 nhân 10 chia cho 0.25 và chia cho 2 nữa là bằng với cả 2 cm, được chưa nào? 2 cm. 2 cm. Chuẩn chưa nào? Làm sao biết được chiều đi của nó? Đây, nó đang có xu hướng giảm đây em. Nó đang giảm từ gì? Nó đang giảm từ gì? Nó đang giảm đây. XA của mình nhá. Đây là biên dương với XA này. Đây là biên dương với XA đúng không? Giảm về đây đúng không? À, chết lộn. Cái này của mình là omega bình chứ nhỉ? Anh biết thiếu rồi. Cái omega bình làm đến câu cuối lú quá đúng không nào? Đấy. Thì chỗ này của mình phải là 4 đúng không? Chỗ này của mình phải là 4. Thế nào? Vậy thì A của mình sẽ làm sao? A của mình sẽ tăng lên 2 thôi, là 4 cm thôi. Được chưa nào? Ok, ok nhá, anh cảm ơn nhá. Được chưa nào? Anh cảm ơn nhá. Thiếu bình phương đúng không? Thì chỗ này mình sẽ đảo lên thành 4 thôi. Cái này là bình phương này. Được chưa? Bình phương này. Ok không nào? Sẽ là 4 thôi. 4 được chưa? Chuẩn thế nào? 0.1 này, bấm lại nữa cho chắc, nhân 10 này, chia 0.25 này, chia cho 2 này. Rồi. Ồ, nó bằng nhiêu đây? Bằng với 8 à? Bấm kiểu gì ấy? Bằng với 8 anh em ạ, bằng với 8 cơ. Được chưa? Bằng với 8. Ok, bấm lại nhá, bấm lại chuẩn nhất là 8 cm nhá. Rồi, vậy chốt
Câu 40 của mình đáp án B là chính xác. Được chưa nào? Đáp án B của mình là à câu 40 của mình đáp án B là chính xác. Được chưa nào? Ok chưa các em? Chuẩn chưa nào? Anh em nào đúng hết nào? Anh em nào khoanh đúng hết 40 câu comment số 1 cho anh nào. Hình như là top gì nhỉ? Top thách đấu của mình hôm nay là được 500.000 đấy. Top 2 được 300.000 thì phải. Được chưa? Đếm xong là B à? Đếm xong là B á. À? Nào đếm xong được nhá. A này, B này, C, D này, A, B này. Rồi, chuẩn về luôn anh em ạ. À. Nhưng mà thôi nhá, đếm xong này là của anh chị 2K5 thôi nhá. 2K6 thì thôi, 2K6 thì thôi, không đếm xong nữa. 2K5 mới đếm xong thôi, chứ 2K6 thì thôi nhá. Được chưa? 2K6 thì thôi nhá. 2K6 thì thôi nhá. Rồi, ok. Vậy là mình đã xong đề số 4 trong cái chuỗi 5 đề gì? 5 đề trong cái chuỗi 5 đề được ôn tập chương 1 đúng không? Đấy, đề chinh phục chương 1. Đấy, những bạn nào mà hôm nay mới biết có cái chuỗi đề này ấy, thì các bạn hãy ấn vào bio, được chưa? Các bạn sẽ ấn vào bio để tìm hiểu, được chưa nào? Để tìm hiểu cái chuỗi đề nhá. Sẽ có một đề nữa cơ. Sẽ có một đề nữa, vẫn còn một cơ hội cho các bạn gì nhỉ? Các bạn gọi là on top nữa. Được chưa nào? Đấy. Và những cái bạn mà chưa gì nhỉ? Những cái bạn mà chưa vào nhóm VIP, được chưa? Hoặc là có nhu cầu tìm hiểu nhóm VIP thì đây. Anh sẽ gì nhỉ? Anh sẽ công nghiệp một lần nữa, được chưa? Anh sẽ công nghiệp một lần nữa nha. Đây. Được chưa nào? Công nghiệp lại một lần cuối, được chưa nào? Đây, nhân dịp sự kiện gì đây? Sinh nhật Map Study lần 2. Ok không nào? Chúng ta sẽ có một cái sự kiện đó chính là giảm 100k học phí đối với khóa vật lý IMO. Được chưa nào? Chinh phục đại học 2024. Không phải điểm danh. Đây có phải nhóm kín đâu mà mấy ông điểm danh. Mấy ông điểm danh làm gì? Đây là nhóm cày đề, mấy ông điểm danh làm gì? Rồi, được chưa nào? Và còn được tặng gì đây? Tặng 100k học phí, một áo Map Study, một bình nước Map Study và bốn cuốn sách. Bốn cuốn sách luôn đấy các em ạ. À. Để chờ đây, bốn cuốn sách của mình như này. 15 phương pháp kinh điển của dao động cơ, 15 phương pháp kinh điển của sóng cơ, 15 phương pháp kinh điển của điện xoay chiều và 15 phương pháp kinh điển của bốn chương cuối. Để chào. Đấy, có gì? Có bốn quyển này thì đảm bảo các em luôn. Gọi là ôn in tất cả các dạng, được chưa? Ôn in tất cả các dạng của lớp 12. Được chưa? Rồi. Bây giờ gì? Bây giờ thì chúng ta có thể nghỉ được rồi. Thế nào? Bye bye các em nhá. Mấy ông điểm danh chứng tỏ là chả có đội quy gì cả. Đây mình có phải học học trong nhóm kín đâu mà điểm danh. Đây là mình học trong nhóm cây đề thôi mà. Mấy ông điểm danh bên top top tí tôi check lại xem nhá, xem chứng tỏ chả học hành gì nhá. Khi nào có bảng xếp hạng á, các em sẽ đợi khoảng 50 phút nữa nhá. 50 phút nữa các em sẽ có bảng xếp hạng, được chưa? 50 phút nữa các em sẽ có bảng xếp hạng. Được chưa? Không nhầm là bảng xếp hạng hôm nay top 1 là được 500.000 đấy. Được chưa? Áo map sao có vậy anh á? Đăng ký khoa học em. Được chưa? Đăng ký khoa học nhân dịp sinh nhật Map Study. Các bạn cứ tị mấy ông đăng ký sau, mấy ông đăng ký sau là mấy ông ấy được khuyến mãi nhưng mà gì? Là mấy ông đã học chậm rồi, đúng không? Các bạn đã đăng ký trước là các bạn đã học được bao nhiêu kiến thức rồi. Còn gì nữa? Kiểm tra bù đây, đây là kiểm tra bù còn gì nữa? Đây là kiểm tra bù của hôm qua còn gì nữa? Nghe đồn kênh này chuyên vlog học sinh à? Chuẩn rồi em. Thấy chưa? Chuyên vlog học sinh hư nhá. Thiếu rồi. Ông này tung tin thứ thiệt. Đây là chuyên vlog học sinh hư chứ không phải tức chuyên vlog học sinh bình thường nhá. Ông Minh ông nghe rõ chưa? Ông comment cho chuẩn nhá. Chuyên vlog học sinh hư, được chưa nào? Xem bảng xếp hạng ở đâu á? Tí nữa sẽ đăng trong nhóm mày luôn nhá. Anh sẽ đăng bảng xếp hạng trong nhóm mày luôn. Thấy chưa? Rồi, bye bye nhá. Bye bye tất cả các bạn. Chắc là anh sẽ dừng livestream đây thôi. Vừa tròn 1 tiếng 3 phút livestream rồi. Bye bye các em nhá. Hẹn gặp lại các em vào các đề khác. End live. Bye bye các bạn. Ok, giờ đến bye bye các bạn trên Facebook nha. Bye bye các anh em trên Facebook nha.